chương 2120, nhất kiến trung tình thượng. Veo veo, hai người đều tung người nhảy vào trong không trung, đứng cách xa nhau trăm trượng. Liễu Hàm càng nhìn hổ nữ, thân thể giống như mềm nhũn ra. Thiếu niên lang này không phải là bộ dạng uy vũ, nhưng quá tuấn tú. Đôi mắt còn linh động vô cùng, giống như có thể nói, trêu chọc cho trái tim nàng kích động nhảy lên không dừng. Nàng hạ quyết tâm, không quan tâm hổ nữ có thực lực như thế nào, nhất định phải để cho đối phương thắng. Mình đã truyền lời ra ngoài, đương nhiên là nhất định phải tuân thủ chỉ là cũng không có ai quy định nàng không thể nhường có đúng hay không chỉ là hổ nữ vừa ra tay nàng lại hoảng sợ biến sắc thật mạnh đây không phải là vương giả hoàng giả gì cả mà là một vị đế giả đừng nói nàng kinh ngạc vô cùng những người khác cũng lộ ra vẻ mặt như nằm mộng đế giả giống như những ngôi sao cô đơn trên trời sao số lượng thật sự rất ít ỏi nhưng còn bây giờ thì sao lúc trước xuất hiện một lăng hàn sau đó lại là thiếu niên lang này giống như đổ nhào xuống làm sao có thể có chuyện như vậy đế giả không đáng giá sao mặc dù nói khí vận thiên địa của quảng long thiên phát sinh biến hóa mười vạn năm gần đây thiên tài liên tục xuất hiện nhưng cũng không có khoa trương như vậy chứ liễu hàm vội vàng bạo phát ra toàn lực cùng hổ nữ chiến đấu nhưng nàng lại luống cuống tay chân rơi vào thế hạ phong tuyệt đối không ai cho rằng liễu hàm đang nhường hổ nữ quá mạnh mẽ sau lưng nàng mở một đôi cánh còn nhanh hơn so với tia chấp quấn vòng quanh phía trên hai cánh tay lại là từng ấn ký đại ngư trên đầu còn mọc ra một cái sừng rõ ràng là con cá lại khiến cho người ta có một loại cảm giác còn muốn tôn quý hơn cả thần long nguyên thú côn bằng có người kinh ngạc kêu lên thành tiếng thảo nào thiếu niên lang này mạnh đến mức kỳ lạ hắn lại có huyết mạch nguyên thú vương cấp côn bằng hoặc nói là học tiên vương pháp của côn bằng có người nói nguyên thú vương cấp chí ít cũng là tồn tại bát trọng thiên. Nếu nghịch thiên thậm chí có thể đạt được cửu trọng thiên, quan sát toàn bộ tiên vực. Hổ nữ đánh rất cao hứng, trong một tiếng gào to, phía sau lưng của nàng hiện ra ảo ảnh một con cá lớn, lại mọc ra một đôi cánh chim đại bàng cực lớn. Khí tức viễn cổ hồng hoang lưu chuyển, nàng giống như một vị tiên tôn thời kỳ viễn cổ, có thể trấn áp thiên cổ, nối liền dòng sông dài thời gian. Thình thịch, lại chấn động như vậy, liếu hàm liền bị đánh bay ra ngoài gương mặt nàng trắng bệch, tóc cũng có chút rối bời. Một đế giả liền bị đánh bại dễ dàng như vậy, Liễu Hàm chịu đựng cảm giác sôi trào trong lồng ngực, nói. Ta thua, tâm phục khẩu phục, hổ nữ dương dương đắc ý, nói. Người quái dị, coi như người chính là người của ta. Không thể lại đi thông đồng nam nhân khác, biết không? Nàng đột nhiên phát hiện chỉ đánh đối phương một trận là vô dụng. Cái câu nói cho tàn lại cháy, hoàn toàn không đủ bảo đảm nhưng nếu như đeo vào phía trên người đối phương một người giả dối không tồn tại, vậy sẽ không sợ người quái dị này lại đi câu dẫn lăng hàn. Nàng thật đúng là thông minh, liễu hàm lại cười tới choáng váng, đối phương nói như vậy là đang biểu thị công khai chủ quyền sao. Ngươi xem đi, đây là ăn giấm chua, không muốn mình cùng nam nhân khác phát sinh bất kỳ tiếp xúc nhỏ nào. Lực giấm chua lớn đến kinh người, nhưng đồng thời cũng khiến cho nàng cảm thấy khả ái vô cùng. Trái tim lại đập mạnh, ừ, nàng cúi thấp đầu, vô cùng thuận theo mọi người vô cùng kinh ngạc người này đã tán đổ mỹ nữ đứng thứ hai quảng long thiên rồi sao trời ạ à, ta ngất Lăng hàn lại giờ khóc giờ cười hắn không nghĩ tới hổ nữ chẳng những không có nghe lời của hắn ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi còn nữ giả nam trang qua tán nữ tử khác vị này xưng hô như thế nào vậy liễu kiệt cười nói trong lòng hắn lại đặc biệt chấn động kinh sợ đây chính là một vị đế giả xuất hiện nhưng trước đó hắn lại không nhận được bất kỳ tin tức nào Điều này làm cho hắn giật mình không thôi. Hơn nữa, thực lực của thiếu niên này mạnh đến mức dọa người. Chỉ mấy chiêu đã đánh bại Liễu Hàm, điều này khiến cho hắn nghĩ đến mấy tên biến thái của Quảng Long Thiên. Hổ nữ liếc mắt nhìn hắn, hai tay chống nạnh, nói. Làm gì, có chủ ý muốn đánh nhau với nữ sao? Ngã nhào, mọi người không khỏi đổ mồ hôi giống như thác chảy. Bộ dáng này, giọng điệu này, làm gì có được một chút xíu dáng vẻ nam nhân chứ? Rõ ràng chính là một thiếu nữ bướng bỉnh. Liễu Kiệt không khỏi nhíu mày, nói, các hạ, người rốt cuộc là nam nhi hay là nữ tử? Mắc mớ gì tới ngươi? Hổ nữ hung tận nhìn Liễu Kiệt, cảnh cáo ngươi, không cần có ý tưởng quá phận. Chân mày Liễu Kiệt càng nhíu chặt, nói, nàng đã là thân con gái, cần gì phải đùa giỡn như vậy? Ca, ca đang nói bậy bạ gì đó. Liễu Hàm lập tức trách mắng, vẻ mặt vô cùng giận dữ. Hắn làm sao có thể là nữ tử được? Tất cả mọi người đều há hốc miệng, mắt nàng mù rồi sao? người này vừa nhìn chính là một nữ nhi nàng còn yêu thương thắm thiết như vậy muội 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 tỉnh táo lại đi muội nhìn lại một chút xem nàng có chỗ nào giống như nam nhân chứ liễu kiệt vội la lên liễu hàm liếc mắt nhìn hổ nữ chỉ cảm thấy lang quân này tuấn tú đến mức khiến tim người ta đập thình thịch tuy rằng hơi có chút khí chất của nữ tử nhưng người ta chính là vẻ đẹp trung tính sao có thể là nữ nhân cho được các ngươi chính là mí mắt mỏng nhìn xem người nào có thể anh tuấn tiêu sái được bằng một phần người mỹ lang quân này chứ hổ nữ càng đắc ý nói tiểu nữ tử sau này nàng chính là người của ta lang hàn lắc đầu nói hổ nữ không nên làm loạn nữa hổ nữ cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái kêu ầm lên ai là hổ nữ người nào là hổ nữ không nên nói bậy nói bạ tất cả mọi người đều cười ngất nàng vừa mới tự xưng là nữ thế này nữ thế kia hổ nữ này có chín phần chính là tên của nàng sự chống chế này cũng quá mức gượng ép đi, ngoan, lang hàn ôn nhu nói, hắn bao giờ cũng theo thói quen xem hổ nữ trở thành tiểu gia hỏa hồ đồ chỉ biết ăn vặt kia. Lúc này hổ nữ lại quyết định chủ ý, chỉ cần nàng nhìn thấy có uy hiếp, liền hạ thủ câu dẫn trước. Như vậy lang hàn của nàng lại an toàn, không hổ danh là nàng, quá thông minh, chương 2.121, nhất kiến trung tình, hạ. Nàng không có để ý tới, chỉ nhìn về phía liễu hàm vẫy tay khiến cho vị mỹ nữ có danh xưng là tiên tử kia xấu hổ đi tới các nàng đứng bên cạnh nhau một người anh tuấn đến không có ai sánh bằng một người khác lại xinh đẹp như hoa chỉ vừa nhìn một cái liền giống như một đôi bích nhân hoàn mỹ lang huynh người này là bằng hữu ngươi liễu kiệt nhìn về phía lăng hàn hỏi lăng hàn sờ sờ mũi gật đầu đối với hổ nữ hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ không biết phải làm gì lang huynh vậy chuyện này cũng chỉ có thể nhờ ngươi giải quyết Liễu Kiệt rất biết cách trốn tránh trách nhiệm, trực tiếp giao cho Lăng Hàn tới xử lý. Bữa tiệc sẽ tiếp tục, nhưng tâm tư của mọi người cũng không đặt ở trên chính sự nữa. Tất cả chính là nhìn hai người hổ nữ và liễu hàm. Một người vẻ mặt không nhịn được, xa cách, một người khác lại tươi cười xấu hổ, ánh mắt đưa tình. Vừa nhìn chính là dáng vẻ tình thâm ý nặng, nhất kiến trung tình này thực sự hại chết người. Lăng ca, đó là hổ tẩu tử sao, mạc xương sán lại gần, vẻ mặt đầy tò mò, Lăng Hàn liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Hắn lộ ra vẻ mặt đau khổ nói. Trước đó Lăng Hàn còn nói sẽ giúp hắn tán gái. Kết quả lại để cho nữ nhân của mình tán mất. Chuyện gì thế này? Bướng bỉnh, Lăng Hàn nói. Hổ nữ khăng khăng làm theo ý mình, hắn cũng không có cách nào. Chỉ có điều, ngày hôm nay thu hoạch thật lớn. Mạc Sương lại trở nên hưng phấn. Dù sao, Liễu Hàm chỉ là đại biểu cho một giấc mộng hắn cũng biết mình và đối phương là không có khả năng. Bởi vậy hắn cũng không có quá nhiều thất vọng, tổng cộng lời được bao nhiêu, ánh mắt lang hàn nhất thời cũng sáng lên, chỉ là tinh thạch đã có khoảng 700 vạn, còn có rất nhiều chuẩn tiên kim, đan dược, tổng giá trị vượt quá 2.000 vạn, mạc xương nhỏ giọng nói, thật lòng mà nói, 2.000 vạn tinh thạch đối với thế lực thăng nguyên cảnh mà nói, không tính là nhiều. Nhưng hai chảm trần cảnh nho nhỏ có thể ở trong một ngày ngắn ngủi lại kiếm được nhiều như vậy, lại là con số đặc biệt kinh người cho dù là mạc sương người nhìn quen với các cục diện lớn hiện tại cũng hưng phấn không thôi lăng hàn gật đầu một người phân nửa như vậy sao được mạc sương liền vội vàng lắc đầu lăng ca ngươi làm vậy là đang oán trách ta sao ta gần như không ra sức gì hoàn toàn là dựa vào thực lực đan đạo của lăng ca kinh người lúc này mới kiếm được một khoản lớn như vậy ta nhiều nhất cầm ba phần được lăng hàn cũng không khách khí chỉ có điều mạc Sương không phải không hề có tác dụng gì giống như lời hắn nói. Nếu không có thân phận lão thất mạc gia của hắn bày ra đó, ai sẽ đánh cược cùng lăng hàn? Cho nên cầm ba phần cũng không tính là nhiều. Sau khi bữa tiệc chấm dứt, lăng hàn liền được trần đồng và mã dung thúc dục đi gặp chư phong. lấy truyền tống trận vượt qua vô số khoảng cách, bọn họ đi tới phía dưới một ngọn núi cao hùng vĩ. Chỉ thấy núi xanh như tranh vẽ, nước biếc vần quanh, cảnh sắc đẹp đến kinh người. Bọn họ đi theo sơn đảo rất nhanh phía trước lại xuất hiện một trang viên lớn lăng hàn lập tức khẽ ai một tiếng bởi vì bố cục của trang viên này quá giống với nơi ở của tử thành đan sư sau khi tiến vào loại cảm giác này lại càng lúc càng mãnh liệt cho dù không được hai người mã dung dẫn dắt lăng hàn cũng có thể thuận lợi tìm được phòng luyện đan phòng khách chính hoa viên thái phải vườn thuốc v v xem ra vị tam sư huynh này vẫn không thể nào đi ra khỏi bóng ma của tử thành đại sư chính là từ chi tiết nhỏ như nơi ở cũng chịu sự ảnh hưởng cực lớn dĩ nhiên cũng có thể nói là chư phong nhớ tình bạn cũ quên không được những thứ khi ở bên cạnh tử thành đại sư chỉ chốc lát ba người lại đi tới phòng khách chỉ thấy một nam tử trung niên lông mày rậm mắt to nhưng đầu đầy tóc bạc đang ngồi ở vị trí chủ vị bộ dạng có vẻ không hợp nhau tiểu sư đệ nam tử trung niên này vừa nhìn thấy lăng hàn lập tức tắt tiếng cười to chỉ nhìn một chút lăng hàn liền có thể xác định đây là chư phong mà không phải người nào giả mạo. Thật sự là Đan đạo đại sư, tất nhiên sẽ có một loại khí chất không có cách nào nói. Tiêu chuẩn đan đạo càng cao, lại càng có thể cảm giác được tinh tường. Vẻ mặt hắn tươi cười, đi nhanh tới nghênh đón, nói: "Tam sư huynh, đi tới gần." Hắn liên tục vái chào, nói: "Lăng Hàn ra mắt Tam sư huynh, không cần đa lễ, không đợi Lăng Hàn bái xong, Chư Phong liền một tay nâng hắn lên trước đó sư phụ đã truyền tin nói cho chúng ta biết mình có thêm một vị tiểu sư đệ ta còn đang suy nghĩ không biết bộ dạng của người tiểu sư đệ này thế nào hôm nay cuối cùng đã nhìn thấy hắn quay đầu quát tử quân còn không quỳ xuống bồi tội với sư thúc tổ của ngươi trong đại sảnh còn có hai người khác một người là chư tử quân một người khác lại là bành hóa niên chư tử quân vừa nghe vậy lập tức biến sắc nhưng hắn có chút ngang ngược nói Gia Gia, ta tự nhận mình không có làm gì sai cả. Chư Phong giận tím mặt, quát, nghiệt xúc, người đại nghịch bất đạo, còn nói không có làm sai sao. Chư Tử Quân Cắn Răng, nói, điểm xuất phát của Tôn Nhi cũng không sai, chỉ là cam giận có người giả mạo sư đệ của Gia Gia mà thôi. Người không biết không có tội, cho nên Tôn Nhi tự nhận mình không làm gì sai. À, vậy ta có dạy người trộm đổi đan dược người khác chế luyện, cố ý oan uổng cho người khác hay không? Trư Phong tức giận đến mức tóc bạc tung bay, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Hắn là cường giả thăng nguyên cảnh, uy phong đó, Trư Tử Quân tất nhiên không chịu nổi. Bịch, hai đầu gối hắn bất chi bất giác lại mềm nhũn, ngã quỳ dưới đất, run rẩy không ngừng. Lăng Hàn cũng không khuyên bảo, không quan tâm Trư Tử Quân có thiên phú đan đạo kinh người như thế nào. Nhưng tâm thuật bất chính, hắn thấy hoàn toàn không đáng để khen ngợi. Tu võ chính là làm hại một phương, luyện đan, tính tình đồng lõa, tương tự cũng không khá hơn chút nào nếu như chư tử quân là đồ tử đồ tôn của hắn hắn đã sớm khai trừ ra khỏi sư môn chỉ có điều chư phong dù sao chỉ là sư huynh trên danh nghĩa hắn hắn cũng tiện quản quá rộng sắc mặt chư tử quân tái nhợt bất kỳ chuyện gì khác hắn đều có thể thoái thác chính là chuyện đổi đan này thực sự không có lý do đây chính là do hắn làm chủ hai người nhiễm phi đã nói thật cơ hội để hắn tìm một người chịu tội thay cũng không có chương 2122, xử phạt, Ngươi từ nhỏ biểu hiện cho thấy thiên phú đàn đạo cực cao. Xem ra, là ta kỳ vọng quá cao đối với ngươi, lại quên mất phải dạy ngươi làm người như thế nào. Chư Phong lắc đầu, lộ ra biểu tình đau lòng, hắn dừng một chút, nói, phạt ngươi trong vòng 10 vạn năm không cho phép lại dùng họ chư, lại càng không cho phép nói mình chính là môn hạ của một mạch tử thành. Lấy một thân phận của người tầm thường đi du lịch thiên hạ. Ra ra, chư tử quân thiếu chút nữa nhảy dựng lên hắn là truyền nhân xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của chư gia, hiện tại lại có thể bị lưu đày. Hắn làm sao có thể tiếp nhận được, ánh mắt chư phong chợt nghiêm túc, điềm nhiên nói, chẳng lẽ muốn ta phế bỏ tu vi của ngươi, vĩnh viễn trục xuất ngươi khỏi chư gia sao? Sắc mặt chư tử quân trắng bệch, hắn biết gia gia đã hạ quyết tâm, hắn chỉ đành chậm rãi từ dưới đất bò dậy, đi về phía bên ngoài. Từng bước từng bước nặng nề giống như đổ trì, lại giống như một lão đầu gần đất xa trời, tràn ngập sự mất mát. Trong lòng Trư Phong nhất thời dao động, hắn thiếu chút nữa mở miệng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng cuối cùng hắn ngậm chặt miệng lại, lang Hàn nhìn thấy tất cả, trong lòng âm thầm thở dài. Trư Phong nhìn như đang trừng phạt Trư Tử Quân, thật ra dụng ý lớn hơn nữa là muốn khiến cho Trư Tử Quân rèn luyện một chút. Trư Tử Quân ở trên đan đạo thiên phú có đủ, nhưng luyện đan không chỉ cần tới tay, còn có tâm. Chỉ mong Trư Tử Quân có thể lĩnh ngộ được dụng tâm lương khổ của gia gia mình. Nếu như có thể ở trong 10 vạn năm hoàn toàn hiểu ra, như vậy tiền đồ tương lai của hắn sẽ vô cùng sáng lạc. Nếu không, một người tâm tính hẹp hòi, thật ra bất kể ở trên võ đạo hoặc là trên đan đạo cũng không thể đi được quá xa. Bên cạnh, bành hóa niên cũng có chút run rẩy ngay cả đồ tôn như chư tử quân còn vậy, hắn làm đồ đệ hình như càng nguy hiểm hơn. Hóa niên, quả nhiên, chư phong xử lý xong chuyện của chư tử quân, sau đó đưa mắt nhìn qua. Sư phụ, bành hóa niên vội vàng bước một bước lại gần, bộ dạng vô cùng cung kính. Người cũng cho ta rất thất vọng, chư phong lắc đầu, đồ nhi biết sai, vẫn mong sư phụ cho đồ nhi một cơ hội hối cải để làm người mới. Bành hóa niên sợ đến mức quỳ ở trên mặt đất, người sai ở nơi nào, chư phong hỏi, bành hóa niên suy nghĩ một chút, nói, đồ nhi lúc trước quá mức ngạo mạn, cho rằng mình là một đan sư tam tinh, lại có sư phụ là đại sư như vậy, liền tự cao tự đại, quên mất mình là ai. Chư Phong gật đầu, nói, khiến cho vi sư đau lòng, không chỉ vì ngươi đã điên cuồng đến mức quên mình là ai. Ngay cả dạy dỗ đồ đệ cũng vậy, có thể thấy được ngươi bây giờ có bao nhiêu ngạo mạn. Đệ tử biết sai, bành hóa niên liên tục dập đầu, đi xuống đi, phạt ngươi luyện một nghìn lò đan dược, trong lúc đó không được bước chân ra ngoài một bước, hy vọng ngươi có thể một lòng ở trên đan đạo. Chư Phong nói, đệ tử tuân mệnh, bành hóa niên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng luyện một nghìn lò đan dược cần thời gian dài rằng giặc, nhưng tốt xấu gì cũng không bị khai trừ ra khỏi sư môn điều này khiến cho hắn thở phào nhẹ nhõm Trư phong phất tay một cái để cho bành hóa niên đi xuống sau đó hắn mới nhìn về phía lăng hàn nói đã khiến cho tiểu sư đệ chế diễu. làm gì có tam sư huynh một lòng nhào vào trên đan đạo khó tránh khỏi những chỗ khác sẽ có sơ sót lăng hàn nói chư phong cười ha ha một tiếng nói không nói những chuyện mất hứng này nữa sư phụ có khỏe không rất tốt mỗi ngày kiếm tiền kiếm tiền đếm tới mức tay bị rút gân Lăng Hàn cũng cười, Chư Phong không khỏi mỉm cười, tử thành đại sư cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức tham tiền, bất kể chuyện gì, hắn trung quy sẽ nghĩ ra biện pháp để kiếm chút tiền. Sư huynh đệ Hàn Huyên một hồi, Lăng Hàn liền cáo lui xuống. Bởi vì ở Mạc gia ở thành thói quen, hắn liền huyền chuyển cự tuyệt lời mời của Chư Phong, không đi qua. Dù sao lễ mừng của Chư Phong sẽ diễn ra vào 3 ngày sau. Qua lễ mừng hắn sẽ lên đường đi tới Tam Hoa Cốc, trở lại Mạc gia. Mạc Sương đã cầm tới phần tiền đặt cược lăng hàn nên có được. Hắn bỏ vào vài món trong thần khí không gian, thiên phượng thần nữ đang sung sướng kiểm kê, mười phần là bộ dạng của một bà quản gia. A, à, hổ nữ, lăng hàn không nhìn thấy hổ nữ, không nhịn được hỏi. Đừng nói nữa, trước đó về đến nhà, kết quả còn dẫn theo một nữ nhân, muốn nàng đi cầu hôn. Kết quả hổ nữ lại đi ra ngoài, thiên phượng thần nữ lộ ra vẻ mặt cổ quái nói, nữ nhân bây giờ đều cởi mở như vậy sao? ngay cả nữ nhân cũng muốn gả. Lăng Hàn ngẩn ra, sau đó lắc đầu, thật không nghĩ tới Liễu Hàm lại có thể si mê hổ nữ sâu như vậy, lại hoàn toàn không thể hoài nghi đối phương là thân nữ tử sao. Đến buổi tối, hổ nữ cuối cùng đã trở về, nàng làm gì người ta rồi? Lăng Hàn cười hỏi, hổ nữ chu miệng, tuyệt đối chơi không vui, sau đó liền không chơi nữa. Nàng vốn tưởng rằng câu hồn của người ta đi, người ta sẽ không đi dây dưa với Lăng Hàn nữa. Nhưng không nghĩ tới mình bị dây dưa lại càng phiền hơn, còn không bằng chỉ cần đơn giản là đuổi người bên cạnh lăng hàn đi nàng nói với nàng ấy nàng là nữ nhân nói rồi hổ nữ gật đầu lăng hàn cũng gật đầu nếu như hổ nữ đã chính miệng thừa nhận mình là nữ nhi nói vậy liễu hàm cũng có thể rất nhanh thoát khỏi đoạn tình cảm lưu luyến khiến cho người ta lúng túng này mặc dù nhất thời sẽ xấu hổ và giận dữ nhưng trung quy vẫn tốt hơn so với kéo dài mãi mấy ngày kế tiếp lăng hàn liền hết sức giấu mình chủ yếu là không có người nào có thể lại gài bẫy hắn đổi tất cả tinh thạch lại thành thần thiết 20 giai. Nhưng sau khi tiên ma kiếm cắn nuốt, vẫn còn thiếu một chút nữa mới có khả năng đạt được cấp bậc tứ tinh. Cuối cùng đến ngày vui lớn của Chư Phong, khách đều tập trung lại, thế lực thăng nguyên cảnh đều xuất động lão tổ tông. Cho dù là phổ vân tiên vương cũng cố ý lệnh cho liễu kiệt qua, đại biểu hắn chúc mừng Chư Phong. Lăng Hàn dẫn theo nữ hoàng, hổ nữ, thiên phượng thần nữ và nhu yêu nữ trình diện. Tuấn Nam Mỹ nữ tất nhiên vô cùng thu hút ánh mắt của mọi người. Nhưng trong ngày vui lớn hôm nay, cho dù lại là hoàn khố nhị thế tổ cũng không dám làm loạn. Nhiều lắm cũng chỉ nhìn thêm vài lần mà thôi. chương 2123, xin chỉ giáo. Vị này chính là Lăng Sư Thúc Sao. Giọng nói có phần kỳ quái vang lên. Chỉ thấy một người trẻ tuổi đã đi tới, ánh mắt tập trung ở trên người Lăng Hàn, khóe miệng lại lộ ra một tia trào phúng. Lăng Hàn chỉ là liếc mắt nhìn đối phương một cái, không nói tiếng nào. Đây là phương thức hắn biểu đạt sự khinh bỉ căn bản chính là sẽ mặc kệ. Người này nhất thời bị tức giận quá mức, tăng cao âm lượng, giọng điệu kỳ quái nói. Tại hạ là Lưu Tinh, chính là cửu đệ tử môn hạ của tiêu lực hành tiêu đại sư, bái kiến tứ sư thúc. Tứ sư thúc, ngài sẽ không mắt cao hơn đầu, xem như không nhìn thấy tiểu bối của mình chứ. Tiêu lực hành là nhị đệ tử của tử thành đại sư. Trước đây hắn đi thích vân thiên, hiện tại ở thích vân thiên cũng là đan đạo đại sư có tiếng một phương, được quy nguyên điện mời về cung phục, địa vị cao cả. Bởi vậy, lưu tinh này tất nhiên được tính như là sư điệt của Lăng Hàn. Ba đệ tử của tử thành đại sư vẫn có quan hệ thân mật. Đệ tử của bọn họ bình thường cũng có lui tới. Bởi vì tuổi tác của Lưu Tinh và Chư Tử Quân sắp xỉ nhau, thói quen lại không khác biệt lắm, liền kết thành bạn tri kỷ. Bọn họ cũng không có bởi vì quan hệ bối phận mà bất hòa. Lần này Lưu Tinh theo tiêu lực hành qua chúc mừng Chư Phong. Bởi vì trên đường có một số việc phải lưu lại, cho tới hừng đông hôm nay mới có thể chạy tới. Hắn vốn muốn lập tức cùng chư tử quân ôn chuyện, hàn huyên nhân sinh một chút, tán nữ tử. Kết quả hắn lại biết được đối phương đã rời khỏi quan hóa thành. Hắn kinh ngạc, nếu muốn đi cũng phải chờ sau khi lễ mừng của chư phong chấm dứt chứ. Sau đó lưu tinh mới biết được, hóa ra chư tử quân cũng không phải là muốn tự mình chạy đi. Hắn là bị người ép đi, kẻ cầm đầu gây họa chính là Lăng Hàn, tiểu sư thức đột nhiên xuất hiện của hắn. Thứ gì chứ, chỉ là một tên tiểu tử đầu để trỏng cũng muốn làm sư thúc của hắn sao. Lưu Tinh là thiên tài đan đạo, bởi vậy, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng không biết đã được bao nhiêu lão đan sư gọi là sư thúc, sư thúc tổ, thậm chí là thái sư thúc tổ. Chuyện này vẫn luôn khiến hắn dương dương đắc ý, nhưng không nghĩ tới, có thể cũng có một ngày hắn lại phải gọi một người trẻ tuổi hơn nhiều so với mình là sư thúc. Thứ nhất trong lòng khó chịu, thứ hai muốn thay bằng hữu tốt kêu oan. Vì vậy, Lưu Tinh liền cố ý đi qua chắn đường Lăng Hàn. Làm vãn bối, hắn đương nhiên không dám quát mắng đối với Lăng Hàn nhưng hắn tự có biện pháp sỉ nhục đối phương. Lúc này Lăng Hàn mới nhìn Lưu Tinh thêm vài lần, nói. Miễn lễ, ta nhổ vào, ta căn bản không có bái ngươi có được hay không. Miễn lễ cái gì mà miễn lễ. Trong lòng Lưu Tinh thầm kêu gào một tiếng, thảo nào chưa tử quân lại bị đối phương ép phải rời đi. Nhìn xem, cái miệng lưỡi ác độc như vậy, dụng tâm tất nhiên cũng xấu xa tới tận xương tủy. Tứ sư thúc thực sự là tuổi trẻ tài cao, nhìn dáng vẻ của tứ sư thúc cũng sẽ không vượt quá 10 vạn tuổi đi. Trên mặt hắn hiện ra vẻ tươi cười giả tạo, cố ý nâng lăng hàn lên. Nâng lên càng cao, rơi xuống càng cao, tính toán theo thời gian bình thường, lăng hàn chỉ hơn 200 tuổi. Tìm hiểu ở dưới cây luân hồi sẽ không tăng tuổi tác của thân thể. Nhưng sau khi tiến phòng tu luyện thời gian, hắc tháp lại có thể tăng nhanh gấp ngàn lần. Tuổi tác thực tế của hắn hiện tại đã qua vạn năm. Phản ứng này ở trên sinh mệnh chi hỏa, tuy rằng hừng hực thiêu đốt, vô cùng tràn đầy, nhưng vẫn có thể nhìn ra được dấu vết do năm tháng lưu lại. Dĩ nhiên, một vạn năm ở tiên vực thật ra không khác mấy so với nháy mắt. Tuổi của cường giả thường được tính bằng 10 vạn, trăm vạn nam. Này, con người ngươi cười đến là giả tạo, ngàn vạn lần không nên cười nữa. Bằng không nếu đánh nát ngươi, hổ nữ trợn trừng hai mắt, nàng vẫn duy trì tấm lòng son, hồn nhiên giống như hài đồng. Ngoại trừ muốn cùng lăng hàn sinh hầu tử ra, bởi vậy, nàng không ưa liền trực tiếp nói ra, sẽ không che che giấu giấu, lại không biết lá mặt lá trái lưu tinh không khỏi cứng người lại khí thế của hổ nữ quá mạnh một ánh mắt khiến hắn sợ hãi thiếu chút nữa tiểu cả trong quần hắn là thiên tài đan đạo nhưng ở trên võ đạo lại không có thiên phú gì ngay cả vương giả cũng không phải hắn làm sao có thể đối đầu với khí thế của hổ nữ vãn bối ngưỡng mộ tứ sư thúc từ lâu muốn thỉnh giáo tứ sư thúc một ít vấn đề khó khăn trên phương diện luyện đan hắn chậm rãi lấy lại sức cố ý cất cao giọng nói ban đầu bọn họ khe khẽ nói chuyện những người khác cũng không có khả năng chú ý tới nhưng hắn vừa kêu lên như thế hiện tại đã khác nhất thời thu hút ánh mắt của rất nhiều người chư phong là đại sư tứ tinh tuy rằng thánh địa luyện đan của đông tiên vực ở đan đạo thành nhưng cũng không phải nơi khác sẽ không có đan sư ngược lại mỗi một địa phương đều có đan sư chỉ là chín phần đều thuộc về đan đạo thành chỉ có số rất ít mới là đi lại một mình ví dụ như chư phong hắn sẽ ở tại quan hóa thành thứ nhất là nhận được sự bảo vệ của phổ vân tiên vương. Thứ hai ở trong thế lực tiên vương, cầu lấy tiên dược cũng tương đối dễ dàng hơn một chút. Bởi vậy, lễ mừng như vậy thật ra càng thu hút các đan sư hơn. Theo đan sư, từ ngũ luyện đến lục luyện, đây là một công tích vĩ đại khiến người ta cúng bái. Lưu Tinh là ai? Thật ra rất nhiều người đều biết, đây là đệ tử đắc ý của tiêu lực hành. Đừng thấy hắn bước vào đan đạo không được bao nhiêu năm, cũng đã là đan sư nhị tinh. Ở trên luyện Linh còn đạt tới tam luyện sau này tuyệt đối có cơ hội trở thành đại sư đan đạo ngay cả lưu tinh cũng phải gọi một tiếng sư thúc đây chẳng phải là tồn tại đại sư cấp tứ tinh sao nhanh tới chiêm ngưỡng đại thần một chút nhưng khi ánh mắt mọi người đảo qua dù thế nào cũng không có phát hiện ra một người giống như là đại sư ngoại trừ lưu tinh ra chính là một nam tử trẻ tuổi cùng bốn nữ tử trẻ tuổi năm người này ngoại trừ anh tuấn xinh đẹp ra không có người nào giống như là đại sư tứ tinh chỉ có điều mấy nữ tử này bộ dạng thật đúng là xinh đẹp khiến cho tâm tư người ta cũng muốn bốc cháy. Người lưu tinh đang nói là nam tử trẻ tuổi kia, tê, gia hỏa này lại là sư thúc của lưu tinh. Có khả năng sao, lăng hàn nhìn đối phương, chỉ nhìn thấy một sự khinh thường trong ánh mắt của đối phương, liền biết đối phương xin chỉ giáo là giả, muốn khiến cho hắn bị khó xử mới là thật. chương 2124, bưng trà, đấm lưng thượng. Làm vãn bối đương nhiên có thể thỉnh giáo trưởng bối, nhưng cũng phải tùy trường hợp có phải không hơn nữa cũng không phải ngươi muốn xin chỉ dạy là có thể được chỉ giáo có chỉ giáo hay không là tùy thuộc vào trưởng bối nhưng vào lúc này lưu tinh lại cố ý quát to một tiếng ở trước mắt nhiều bao người nếu như lăng hàn cự tuyệt vậy khó tránh khỏi khiến người ta có một ấn tượng không tốt đừng thấy đó chỉ là một chi tiết nhỏ lại thể hiện ra hết dụng tâm hung ác của lưu tinh tứ sư thúc chẳng lẽ tứ sư thúc luống cuống lưu tinh lại nói một câu lại thả thêm một hòn đá khiến cho lăng hàn không còn đường để lùi lại trong lòng hắn đắc ý ngươi dám khi dễ huynh đệ ta xem ta thu thập ngươi như thế nào hơn nữa hắn đều làm quy quy củ củ ai có thể chọc ra được một chút khuyết điểm nào lăng hàn cười nhạt nói giải thích nghi hoặc cho tiểu bối cũng là trách nhiệm của trưởng bối có gì không hiểu hỏi đi thằng nhãi ngươi nghĩ rằng ta bây giờ là đan sư nhị tinh cấp bậc tam luyện có thể hỏi ngược lại ta sao ngược lại hắn có cây luân hồi ở trên phương diện tri thức lý luận lại vô cùng được phong phú cái hắn thiếu chỉ là kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Vẻ tươi cười trên khóe miệng lưu tinh càng lúc càng lớn, nói. Gần đây vãn bối đang luyện chế tứ tượng hóa cốt đan. Đối với tỷ tệ phân chia nguyên liệu phụ và quá trình sử dụng có chút nghi ngờ. Vẫn mong tứ sư thúc giải đáp cho ta một chút, mọi người vừa nghe, trong lòng đều đang thầm lắc đầu. Số lượng đan dược trong thiên hạ nhiều tới mức nào, cho dù là đại sư tứ tinh, thật ra số lượng đan dược thật sự biết chế luyện cũng sẽ không quá nhiều. Bởi vì muốn hiểu rõ một phương pháp luyện đan, tốn rất nhiều thời gian. Lăng Hàn còn trẻ như vậy, cho dù là đan sư nhị tinh cũng có thể không đạt được. Nhưng Lưu Tinh lại có thể thỉnh giáo hắn vấn đề chế luyện đan dược tam tinh. Điều này không phải là cố ý gây khó dễ cho người sao. Hơn nữa, tỷ lệ phân phối hoàn hảo, chỉ cần xem qua phương pháp luyện đan liền không có vấn đề. Trí nhớ của tiên nhân đương nhiên đáng tin cậy, nhưng nếu muốn nói ra chi tiết khi sử dụng mỗi vị nguyên liệu phụ, cái này lại khó khăn. Ngươi không nhìn thấu phương pháp chế luyện, vậy phải bắt đầu như thế nào?" Ánh mắt của mọi người đều chăm chú vào trên người Lăng Hàn, xem hắn trả lời như thế nào. Không có gì bất ngờ xảy ra, người trẻ tuổi này hẳn sẽ đỏ bừng mặt, sau đó xấu hổ và giận dữ rời đi. Trên mặt Lăng Hàn vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng lại thầm hô thật là đúng dịp. Bởi vì gần đây hắn cũng bắt đầu nghiên cứu đan dược Tam Tinh. Tổng cộng là 5 loại, trong đó vừa vặn có một loại chính là tứ tượng hóa cốt đan. Ngươi làm vậy chính là tự đưa mình tới cửa." Lang Hàn cố ý trầm ngâm một chút, giống như đang ngồi thiền khổ tưởng. "Tứ sư thúc, chẳng lẽ ngay cả tứ tượng hóa cốt đan là gì cũng không biết?" Lưu Tinh nhân cơ hội đánh lên một đòn chí mạng, xám xịt mặt mày cút ngay cho ta. Lang Hàn cười khẽ, hắn tìm một vị trí ngồi xuống, nói: "Trước khi xin trưởng bối chỉ giáo, không phải nên dâng trà sao?" "A, à, người còn bày ra bộ dạng đó." Trong lòng Lưu Tinh thầm cười lạnh, hắn thấy đây là Lăng Hàn đang làm khó dễ mình, với dụng ý khiến bản thân thoát khỏi tình cảnh khốn cùng hiện tại. Cái này gọi là lấy công thay thủ, rất có bộ dạng, đáng tiếc, người đã tiến vào trong hố của ta, ta làm sao có thể để cho ngươi nhảy ra ngoài được. Tất nhiên, tất nhiên, vẻ mặt hắn cung kính, sai người hầu trong đại sảnh rót trà ngon, sau đó đi tới, dâng lên cho Lăng Hàn, làm đủ điệu bộ. Xem đi, ta biểu hiện không chê vào đâu được, căn bản không cho ngươi có cơ hội đâm chọc, người xung quanh cũng càng lúc càng nhiều, có vài người thuần túy là xem náo nhiệt, có vài người lại cảm thấy hiếu kỳ đối với Lăng Hàn, muốn biết hắn có phải có chân tài thật học hay không. Dù sao hắn cũng là sư đệ của Tiêu Lực Hành, không thể coi thường. Lăng Hàn ngồi ngay ngắn, chân bắt chéo, sau đó đưa tay phải ra. Trên trán Lưu Tinh nổi lên mấy sợi gân xanh, hắn khẽ cắn môi, cúi người xuống, đặt chén trà ở trong tay Lăng Hàn. Hiện tại để ngươi đắc ý một chút, chờ một chút nữa xem ngươi khóc thế nào. Lăng Hàn bưng chén trà, thổi một hơi, chậm rãi thưởng thức. Như vậy cũng làm đủ bộ dạng, ngược lại không hoàn toàn chỉ là đang tiêu khiển, trong đầu hắn còn đang nhầm lại phương pháp chế luyện tứ tượng hóa cốt đan. Đây là một quá trình giảm sóc, dù sao hắn cũng chỉ học luyện loại đan dược này, có hiểu biết kinh người, nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực chiến. Có chút vấn đề chi tiết thực sự phải tự mình chế luyện sau đó mới có khả năng biết được. Hắn là đế vương đan đạo, chỉ cần một chút thời gian như vậy, trong lòng đã có dự tính trước mọi việc. Chỉ có điều, hắn vẫn uống từng hớp nhà một, dáng vẻ nhàn nhã vô cùng. Thậm chí nhàn nhã đến mức khiến người ta muốn sông lên đấm một cái. Người khác không biết thế nào, nhưng Lưu Tinh khẳng định vô cùng phát điên. Lăng Hàn lại đang cố ý đùa giỡn Lưu Tinh, khiến cho hắn cúi thấp đầu như vậy, hầu hạ giống như cô con dâu nhỏ. Đừng nói là Lưu Tinh trên trán nổi lên gân xanh, cho dù là đám đông đang đứng ở xung quanh xem cũng không nhịn được. Người uống một chén trà mà thôi, đáng ra thổi một lần thì lại khoa trương, thổi tới 10 lần. Thổi ít vài cái sẽ bỏng chết ngươi sao? Ngươi lại là lão tổ trảm trần đấy. Muốn uống trà bị bỏng, đây không phải là chê cười sao? Ta nhịn, ta nhịn, ta nhịn. Trong lòng lưu tinh không ngừng tự nói với mình. Chỉ cần nhịn qua khoảng thời gian này. Tiếp theo chính là thời điểm hắn nhìn thớ lăng hàn bị chê cười. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ được. Lăng hàn này ngược lại thủ đoạn sắc bén như vậy. Bảo hắn ở trước mặt mọi người làm tôn tử, rất mất mặt. Nhưng đã đến lúc này, hắn tất nhiên càng không thể buông tha hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì cuối cùng lăng hàn đã uống trà xong lưu tinh thở phào nhẹ nhõm mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm Người cũng quá biết nhử mọi người lăng hàn chuyển chén trà về phía lưu tinh lưu tinh đương nhiên lập tức nhận lấy mở miệng nói tứ sư thúc lưng của ta có chút đau giúp ta đấm một chút dựa vào lưu tinh đã rất muốn giết người trong ánh mắt hắn cũng sắp bắn ra tia lửa hắn cắn răng thật chặt không ngừng an ủi mình không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ, nếu không mình thực sự làm tôn tử uổng công hết nửa ngày. chương 2125, bưng trà, đấm lưng hạ. Hắn đi vòng qua phía sau Lăng Hàn, bộp bộp bộp, hắn đấm lưng cho Lăng Hàn, bốn nữ tử nữ hoàng, hổ nữ đều lộ ra nụ mỉm cười. Lại dám chơi trò đầu óc với Lăng Hàn, thật không biết ra hỏa này huấn luyện cùng đại hắc cầu sao. Lưu Tinh hiện tại thật sự có chút hối hận, còn chưa làm được gì Lăng Hàn, bản thân mình lại bị hắn chơi cho quá sức. Lưu Tinh thật sự lo lắng trái tim của mình còn có thể tiếp tục tiếp nhận được nữa hay không. Cũng đã đến lúc này, hắn sao có thể nguyện ý dừng lại giữa đường? Hắn chỉ có thể để mặc lửa giận trong lòng bốc cháy càng lúc càng hừng hực, bằng mọi cách chờ mong khiến cho Lăng Hàn xấu mặt. Điều này cũng trở thành động lực để hắn có thể chịu được ánh mắt mọi người, tiếp tục chịu đựng thêm. "Ngươi cứ, tiếp tục kiêu ngạo đi." Lưu Tinh đấm lưng một hồi lâu, sau đó mới cứng rắn đè ép được lửa giận trong lòng, nói tứ sư thúc đã hài lòng chưa chân lăng hàn lại mở miệng nói ta nhổ vào cũng không cần lăng hàn còn nói thêm lưu tinh thiếu chút nữa thì có thể nghẹn thở ngươi không cần thì không cần làm gì còn phải cố ý nói một tiếng ngươi muốn hù dọa chết ta sao vậy tứ sư thúc có thể giảng giải cho vãn bối không hắn ăn nói khép nép kỳ thực là đang cắn chặt hàm răng lăng hàn ho khan một cái nói hình như miệng lại có hơi khát ra mặt lưu tinh không tự chủ được giật giật vài cái nắm đấm đã không nhịn được muốn đánh thẳng vào mặt lăng hàn hắn nhìn gương mặt này thế nào cũng thấy không vừa mắt thôi đi ngươi cũng cực khổ rồi lăng hàn lại nói lúc này lưu tinh mới không có bùng nổ nếu như lăng hàn thật sự nói còn muốn thêm một chén trà hắn nhất định sẽ nhảy dựng lên được vậy nói một chút về chế luyện tứ tượng hóa cốt đan lăng hàn cười nói hắn không lại tiếp tục trêu đùa lưu tinh nữa hắn thấy đây chỉ là một trò chơi nho nhỏ trước lễ mừng, giết thời gian một chút mà thôi." Gương mặt chợt nghiêm lại, bắt đầu giảng giải, ngay từ đầu mọi người đều mỉm cười không thôi, xem đây trở thành một lần náo nhiệt để nhìn. Nhưng nghe một hồi, vẻ mặt của bọn họ cũng trở nên nghiêm túc. Nội dung Lăng Hàn nói sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, giảng giải quá trình chế luyện tứ tượng hóa cốt đan sâu rộng vô cùng, khiến cho tất cả mọi người nghe được liên tục gật đầu. Bọn họ chỉ cảm thấy mình lên tay hình như cũng có thể lập tức chế luyện ra được tứ tượng hóa cốt đan cho dù là lưu tinh trong lòng cũng không khỏi kích động mặc dù hắn cố ý lấy vấn đề này ra gây khó dễ cho lăng hàn nhưng bản thân hắn quả thật cũng có rất nhiều nghi vấn nhưng sau khi nghe lăng hàn giảng giải những vấn đề này đã được thông suốt lăng hàn nói một hồi vẻ mặt của mọi người cũng trở thành thận trọng hơn bởi vì phạm vi lăng hàn giảng giải đã vượt ra khỏi phạm trù của tứ tượng hóa cốt đan mà lan tới lĩnh vực khác Hắn đang trình bày toàn bộ đan đạo, không thể nghi ngờ, Lăng Hàn ở trên đan đạo vẫn chưa nói tới đại sư, nhiều nhất cũng chỉ là một con cá nhỏ. Nhưng ở trong thời gian học tập luyện linh, hắn lại dung nhập với hiểu biết của mình, đi ra con đường của mình. Tuy rằng hắn rất non nớt, nhưng nền tảng lại vững chắc hơn so với bất kỳ kẻ nào khác. Mà bây giờ hắn trình bày ra chính là những thứ cơ sở nhất, những điều nền tảng, người người đều biết, nhưng có khả năng để hiểu sâu lại không nhiều. Mau tới, mau tới. Có đại sư giảng giải đan đạo, Phạm huynh đệ, mau tới đây, nếu không ngươi hối hận cả đời. Lâm Tiền, mau đi gọi sư huynh sư đệ của ngươi đến đây. Các đan sư ở xung quanh đều lấy ra đá truyền tin, gọi bằng hữu tới. Đối với đan sư mà nói, đây là một bữa tiệc tuyệt đối không thể bỏ qua. Đây có thể là cơ hội cực lớn khiến cho thực lực đan đạo của mình nhận được sự nâng cấp. Bởi vì đối với phần lớn đan sư mà nói, thật ra bọn họ cũng không cần kiến thức đan đạo quá cao thâm đánh ra nền tảng vững chắc bọn họ tiến bước trái lại sẽ lớn hơn nữa vì vậy người nhiều tràn tới tập trung ở chỗ này khiến địa phương nho nhỏ bị chen lấn không lọt một giọt nước có vài người không biết được rõ ràng tình hình khi đi đến nơi đây không tránh khỏi có chút sửng sốt tình huống gì vậy thế nào lại có nhiều người chen lấn như vậy người võ đạo dĩ nhiên không có hứng thú đối với luyện đan cho dù nghe bọn họ cũng không hiểu bọn họ lập tức sẽ quay đầu lại rời đi nhưng đan sư lại khác bọn họ lập tức liền bị những lời lăng hàn giảng giải hấp dẫn, không tự chủ được ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận lắng nghe. Thật cổ quái, rõ ràng nhiều người muốn chết, nhưng giữa sân lại hoàn toàn yên tĩnh một mảnh. Ngoại trừ tiếng lăng hàn giảng giải ra, những người khác lại không có phát ra một âm thanh nào. Tất cả đều dùng ánh mắt sùng kính, cuồng nhiệt nhìn lăng hàn, giống như đờ nác cúng bái một vị thần. Từ trên một loại ý nghĩa nào đó mà nói, lăng hàn đúng là thần của đan đạo. Mãi đến khi lễ mừng sắp chính thức bắt đầu, Lăng Hàn mới ngừng giảng giải. Lúc này mọi người này mới thỏa mãn đứng lên, bất kể là ai, đều sẽ không người chào Lăng Hàn. Cho dù là đan sư tam tinh cũng không ngoại lệ, ở trên phương diện hiểu biết về cơ sở, Lăng Hàn hiểu thậm chí vượt qua phần lớn đan sư tam tinh. Cho nên đan sư tam tinh cũng được lợi rất nhiều, bọn họ không kìm chế được tình cảm liền cho Lăng Hàn lễ ngộ cao nhất. Bọn họ tin tưởng chắc chắn, sau này Lăng Hàn chắc chắn sẽ trở thành đại sư, thậm chí có khả năng khai sáng lịch sử. Núi tiếp đan đạo đứt đoạn của đông tiên vực, trở thành một vị đan sư ngũ tinh mới trong 10.000 vạn năm. Suy nghĩ một chút, lại khiến cho ra đầu bọn họ tê dại. Có lẽ, cảnh tượng ngày hôm nay sẽ là một dấu mốc trong lịch sử, đại biểu cho sự quật khởi của Lăng Hàn ở tiên vực. Lưu tinh trợn mắt há hốc mồm, hắn là tới xỉ nhục Lăng Hàn, làm thế nào sau nửa ngày ngược lại tự thêm màu sắc ánh sáng cho Lăng Hàn vậy? Ngươi xem một chút đi, hiện tại nhân khí của Lăng Hàn vượng đến trình độ nào? Hắn thật ngốc, ngốc tới mức vượt trời, lại tự mình chủ động nâng bài vị của Lăng Hàn lên. Điều này khiến cho hắn buồn bực, miệng cũng muốn lệch sang một bên. vút đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy đầu vai nhất thời nặng xuống. Hắn liền nhìn thấy một bàn tay ấn vào trên vai của hắn. Đối xử kiên định, bỏ thêm chút tâm tư suy nghĩ ở trên phương diện luyện đan, luyện tâm, ngay thẳng một chút. Lăng Hàn nói, đây thật sự là lời khuyên của hắn. Chương 2126, vạn người kính ngưỡng. Hắn không phải là người nhỏ mọn, Lưu Tinh còn trẻ như vậy đã bắt đầu trùng kích đan sư tam tinh, thành tích như vậy đáng để khẳng định. Bởi vậy hắn khuyên đối phương một câu, bằng không hắn căn bản lười nói thừa, trực tiếp đánh nát là được. Sắc mặt Lưu Tinh đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào Lăng Hàn. Lăng Hàn lại vỗ nhẹ nhẹ xuống vai Lưu Tinh, sau đó rời nhanh đi, không để ý tới hắn nữa. Lăng đại sư, Lăng đại sư, sau khi Phạm Lăng Hàn đi qua, các đan sư bên trên đều tới chào hỏi. Trên mặt tất cả đều là vẻ tươi cười chân thành tha thiết. Tuy rằng Lăng Hàn còn cách đại sư vẫn rất xa, nhưng chỉ riêng những lời Lăng Hàn giảng giải trước đó cũng khiến cho mỗi người đều dâng lên một sự tôn kính mãnh liệt. Đây là một người vô tư, chia sẻ tâm đắc trong đan đạo cùng bọn họ, khiến cho mỗi người đều được ích cực lớn. Hai sư huynh Trư Phong cũng tự mình đến đây, mỗi người đều mặt mày hồng hào, lôi kéo Lăng Hàn hàn huyên một hồi. Chủ yếu là hỏi thăm tình hình của Tử Thành đại sư trong gian gian gần đây. Ba sư huynh của Lăng Hàn đều lớn tuổi, ở trên đan đạo lại có thành tích kém. Như đại sư huynh và nhị sư huynh tuy rằng đều là đan sư tứ tinh, nhưng ở trên phương diện luyện linh lại đều chỉ có ngũ luyện, vừa vặn bước vào nhóm đại sư. Đại sư huynh Trương Ninh chắc không thể nào bước vào lục luyện. Nhị sư huynh tiêu lực hành lại còn có một khả năng. Ngược lại, lão tam chư phong dẫn đầu bước tới từng bước, thẳng tiến tới trình độ lục luyện. Lăng Hàn cùng ba vị sư huynh nói hồi lâu, Trương Ninh, tiêu lực hành tha thiết mời Lăng Hàn qua làm khách lăng hàn đều tạm thời đáp ứng trước tới làm lúc nào tới hay không tới vậy phải xem xét sau hắn cũng một người bận rộn lễ mừng tiến hành trong năm ngày sau khi chấm dứt lăng hàn liền vội vàng bước vào cuộc hành trình đi tới tam hoa cốc nghiêm khắc mà nói tam hoa cốc là ở bên trong cương vực của thái an thiên chỉ cần tồn tại cương vực tự nhiên sẽ xuất hiện phân tranh lãnh thổ tam hoa cốc liền ở giải đất danh giới của thái an thiên bởi vậy tất nhiên xuất hiện phân tranh lãnh thổ là chuyện rất bình thường nếu không, Quảng Long Thiên Tiên Vương cũng sẽ không không cẩn thận phát hiện ra Tam Hoa cốc và liệt diễm lôi kích mộc. Đoàn người lăng hàn xuất phát, Nhu yêu nữ vẫn mặt dày đi theo, khiến cho hổ nữ liên tục trừng mắt. Làm sao lại có kẻ không biết xấu hổ như vậy? Nếu không phải là bị nữ hoàng ngăn cản, nàng thật sự muốn đánh cho mặt của đối phương thành đầu heo, sau đó ném đi được bao xa thì ném đi bấy xa. Ở dưới sự khinh bỉ bằng mọi cách của hổ nữ, đoàn người di chuyển qua Thiên Sơn Vạn Thủy, tốn thời gian gần 3 tháng mới đi ra khỏi quảng long thiên một lần nữa trở lại thái an thiên sau đó mọi người lại một đường đi về hướng tây lại qua một tháng bọn họ cuối cùng đi tới tam hoa cốc đây thật sự là sơn cốc sao lăng hàn nhìn phía trước mây tre sương phủ trước mặt sơn cốc này lớn giống như một biển rộng căn bản không nhìn thấy giới hạn mây mù thật giống như sóng cuộn trên mặt biển thoáng rung chuyển bao la hùng vĩ vô cùng có thể thấy được ở trong biển rộng như vậy có ba ngọn núi đột ngột nhô lên hình dáng rất giống với ba đóa hoa đang nở rộ đây cũng là tồn tại khiến cho nó được gọi là tam hoa cốc ầm um, chỉ thấy một đợt sóng nước từ phía xa đập tới đó là một ngọn gió bao vây lấy mây hình thành một loại quang cảnh đặc biệt chỉ có điều mấy người lăng hàn đều không nhịn được phải biến sắc đợt sóng gió này thật đáng sợ có từng ký hiệu đại đạo nhảy lên mỗi cái đều là trí cao vô thượng dễ dàng có thể chấn nát cử thiên phù văn tiên vương bọn họ đều kinh ngạc kêu lên Thảo nào vĩnh xương tiên vương nói cơ duyên ở đây, ngay cả tiên vương cũng không thể cưỡng cầu. Chỉ một đợt gió tùy ý cũng chính là công kích cuồng bạo cấp bậc tiên vương. Thang nguyên cảnh đụng tới chỉ có phần chết, mà tiên vương, nhưng không biết đợt sóng gió này tương đương với công kích mấy trọng thiên. Nói tóm lại, ở trước mặt huy lực của thiên địa, cũng chỉ có tiên vương cửu trọng mới có khả năng tiếu ngạo, quan sát tất cả, ngang bằng cùng thiên địa đại đạo. Bọn họ thử tiến vào trong sơn cốc, nhưng ở trong mây mù thường xuyên có ký hiệu đại đạo thoáng hiện, uy năng của nó lại gạt bỏ tất cả, khiến cho bọn họ căn bản không dám lỗ mãng tiến vào. Hiện tại không có người nào có thể tiến vào sơn cốc. Tiên vương chắc hẳn là có thể, nhưng khẳng định cũng có không cách nào tiến sâu. Ý chí của thiên địa cao hơn tất cả, có người nói, vào sơn cốc cũng cần phải chú ý. Không thể tùy tiện tìm một chỗ nhảy xuống là được, nơi này có quy tắc trọng lực, đáng sợ vô cùng. Đáy cốc có loạn thạch giống như đầu mâu, lại gia tăng thêm ký hiệu đại đạo. Nếu như bị đâm trúng, vậy cho dù lấy thể phách của lăng hàn cũng không cách nào tiếp nhận được bảo đảm sẽ phải chết cho nên cần phải tìm được lối vào chính xác một đường đi xuống có khả năng đến được sơn cốc sau đó sẽ tìm kiếm liệt diễm lôi kích mộc bốn người lăng hàn đi chừng mấy ngày cuối cùng tìm được lối vào lúc này ở đây đã có rất nhiều người đến trước có người lăng hàn nhận ra có người hắn lại không biết lăng huynh chỉ thấy nghiêm tiên lộ và liễu kiệt đã đồng thời đi tới khi bọn họ phát hiện đối phương đều bắt chuyện với lăng hàn bọn họ không khỏi ngẩn người ra nhìn về phía đối phương tình huống gì vậy vì sao đối phương cũng chào hỏi lăng hàn lăng hàn lại cười nói nghiêm huynh liễu huynh a à, lang huynh làm sao có thể quen biết với hắn được nghiêm tiên lộ và liễu kiệt gần như chăm miệng một lời hỏi thăm lăng hàn mỉm cười nói đi một chuyến tới quan hóa thành liền biết liễu huynh cái gì ngươi thực sự người của thái an thiên vừa nói như vậy liễu kiệt tất nhiên hiểu rõ hắn lập tức hồi tưởng lại lăng hàn đã không ngừng nói mình là người của thái an thiên lúc đó không có người nào tin tưởng ngay cả hắn cũng cho rằng lăng hàn đang cố ý thoái thác lúc đó hắn còn rất oán giận thật không nghĩ tới đúng là sự thật a à, lăng huynh người thực sự người của thái an thiên liễu kiệt vẫn không hết hy vọng hỏi lại một câu lăng hàn gật đầu nói không thể giả được ánh mắt liễu kiệt lóe lên một lát sau hắn mới trầm giọng nói vậy chờ sau khi tiến vào trong cốc, sẽ tránh không được sẽ xung đột. Ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, chương 2127, Thạch Tu Văn đến. Hồ Nữ lập tức nói, thế nào, người muốn đánh nhau sao, thái độ của nàng rất hung dữ, Liễu Kiệt mở miệng muốn nói, lại đành khép miệng lại. Ở trước mặt Hồ Nữ, hắn thật sự không có tư cách nói ngoa. Hắn liếc mắt nhìn Lăng Hàn, sau đó quay đầu rời đi. Giống như lời hắn vừa nói, sau khi gặp lại ở bên trong sân cốc, khó tránh khỏi sẽ có một phen đại chiến. Hình như người bị hắn hận, nghiêm tiên lộ nói, lăng hàn nhoẻn miệng cười, nói, chuyện này cũng là không có cách nào khác, theo hắn đi, xảy ra chuyện gì vậy? Nghiêm tiên lộ lại hỏi, lăng hàn sờ sờ cầm, cười nói, một lời khó nói hết được, đang nói, chỉ thấy liễu hàm đột nhiên chạy tới, nhìn về phía hổ nữ nói. Cho dù nàng là nữ, ta cũng muốn ở cùng với nàng. Phụt, nghiêm tiên lộ nhất thời phun tới. Cái gì gọi là trên tiên lộ sinh ra tiên thai, ung dung bình tĩnh như núi. Giờ phút này tất cả lại hoàn toàn biến thành hư ảo. Hắn không ngừng ho khan, hắn hết nhìn hổ nữ, lại nhìn liễu hàm, hắn chỉ cảm thấy hoàn toàn bối rối. Lẽ nào hắn quá lâu không đi ra ngoài du lịch, đã lạc hậu, không theo kịp trào lưu. Con người nàng, thật là phiền phức, hổ nữ không nhịn được nói, ta biết có một loại tiên dược, có thể chuyển đổi giới tính. Liễu hàm kích động nói, ta đã suy nghĩ nhiều ngày, ta thích nàng ta không bỏ nàng được nếu mới không thích nàng hổ nữ ôm một cánh tay lăng hàn nói nếu thích lăng hàn cũng chỉ thích lăng hàn lăng hàn ánh mắt liếu hàm quét tới tập trung ở trên mặt lăng hàn trong nháy mắt biểu tình nàng trở nên lạnh như băng tản ra sát ý lạnh lẽo đã như vậy nàng giết chết lăng hàn trước người quái dị nàng muốn chết sao hổ nữ cũng lập tức đằng đằng sát khí nàng rất mẫn cảm đối với sát khí người quái dị này lại dám lộ ra sát ý đối với lăng hàn của nàng. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là giết chết đối phương. Liễu hàm khống chế tâm tình một chút, chỉ nhìn về phía hổ nữ thản nhiên cười, sau đó lướt gió lao về phía trước. Nàng sẽ giết chết lăng hàn, nhưng sẽ không đích thân ra tay. Muốn làm được điểm ấy quá dễ dàng, chỉ cần giật dây cho đế giả khác ra tay là được. Lấy dung mạo xinh đẹp và thân phận của nàng, muốn cho người cắn câu hoàn toàn là chuyện nhỏ. Nghiêm tiên lộ cười lạnh, nói, ta có phải đã bỏ lỡ chuyện gì hay không? Thảo nào Lang Hàn nói một lời khó nói hết, quả thực chắc hẳn là đặc biệt phức tạp. Sau đó Lao Tùng, Sơn Quý Đồng cũng chạy tới. Tất cả đế giả của phía Thái An Thiên bên này đều tới đông đủ. Nhưng bởi vì số lượng đế giả bên Quảng Long Thiên tương đối nhiều, hiện tại chỉ mới tới phân nửa. Lại còn đều là thứ hạng dưới 10. Cho dù là như vậy, chừng 10 đế giả cùng xuất hiện, mỗi người tản ra khí thế độc bá một phương, làm cho lòng người suy sụp. Sau này, những người này tất nhiên sẽ trở thành tiên vương, đương nhiên khí thế trùng thiên. Hai bên phân biệt rõ ràng, lần lượt đứng ở vị trí một bên của lối vào, cũng không phát sinh xung đột gì, cũng không có xuất hiện cường giả tiên phủ, thăng nguyên cảnh, phá hủy trí ít trăm ức tích lũy nhân tài của đối phương. Lần này hành trình tiến vào bí cảnh lại liên lụy tới rất nhiều vị tiên vương. Ai dám ở chỗ này làm loạn, hành động này hoàn toàn chính là tự tìm chết, bởi vậy, lần chiến đấu này chỉ phát sinh ở trong chảm trần. Ngang, một tiếng ngân vang, giống như tiếng rồng ngâm, lại giống như tiếng hổ gầm, chấn động tới mức mây mù trong sơn cốc đều không ngừng kích động. Chỉ thấy một người trẻ tuổi từ phía xa nhanh chóng chạy tới. Trang phục đặc biệt nguyên thủy, chỉ có một tấm da thú quay ở hạ thân, tóc buộc thành hơn 10 cái đuôi sam, mỗi một cái đuôi sam đều sử dụng xương ngọc xanh làm trang sức. Rõ ràng chỉ là một người, nhưng hắn một đường chạy vội qua, giống như một con thú lớn hồng hoang đáng sợ nghiền ép qua. Bất kỳ người hay vật nào ngăn cản nó đều chỉ có thể bị đánh bay, bị đụng nát. Thạch Tu Văn, Nghiêm Tiên lộ chợt đứng lên, hai tay không khỏi nắm chặt. Trong mắt hắn bắn ra hai đạo lửa khói, ý chí chiến đấu hừng hực. Người này chính là Thạch Tu Văn, Lăng Hàn nhìn về phía dã nhân này, nhưng ánh mắt vừa tập trung qua, lập tức kích thích đối phương cảm ứng. Thạch Tu Văn cũng nhìn lại về phía Lăng Hàn, hai mắt hắn giống như kiếm quang, nhanh chóng chém về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn hoàn toàn không thèm để ý chút nào trong mắt hắn lại phóng ra một đôi kiếm tiên, đón đánh về phía đối phương. ầm um, kiếm quang tấn công, đồng thời mai một, một đòn này nhìn như không phân thắng bại. Thạch Tu Văn nhếch miệng cười, một đòn này hắn chỉ dùng một phần trăm chiến lực, nhưng hắn tin tưởng chiến lực lăng hàn dùng ra tuyệt đối không chỉ là số này. Bởi vậy, tự nhiên là hắn tốt hơn, hắn đột nhiên nổi lên hung tính, đảo mắt nhìn về phía tất cả những người nhìn hắn một vòng. Nhất thời có những tiếng kêu rên vang lên, cho dù là những đế giả cũng không ngoại lệ, tất cả đều quay đầu đi, bọn họ chỉ cảm thấy mắt bị đâm đau dữ dội, vương giả, hoàng giả trực tiếp chảy ra máu và nước mắt. Ở trạm chân cảnh, áp chế của đế giả đối với hoàng giả rất nghiêm trọng, tương đương với dương hồn đối với tứ trạm, bởi vậy cho dù hoàng giả cũng không chịu nổi uy phong một ánh mắt của hắn cũng là chuyện rất bình thường. Gia hỏa này có chút giống với hổ nữ, hung tính 10 phần, tràn ngập khí tức nguyên thủy. Sơn Quý Đồng, Lao Tùng không khỏi cảm thấy ra đầu tê dại đây là đế giả của quảng long thiên sao quá mạnh mẽ chống lại nghiêm tiên lộ chỉ sợ bọn họ không phải là đối thủ nhưng ít ra còn có dũng khi đánh một trận chí ít có thể chắc chắn sau khi giao đấu mình cho dù không địch lại cũng có thể ung dung lui lại có nếu đấu với thạch tu văn bọn họ thật giống như cừu gặp phải sử tử chỉ có thể trở thành con mồi ngay cả hai người đế giả bọn họ cũng như vậy huống gì những người khác ý chí mỗi người đều giảm xuống chỉ có phần run rẩy người như vậy bọn họ làm sao có thể địch nổi? Hơn nữa, Thạch Tu Văn ở trong thiên kiêu của Quảng Long Thiên chỉ có thể xếp hạng thứ 9. Như vậy có 8 người đứng ở thứ hạng trước bọn họ. Có người nói, ba người thứ hạng đầu là cấp bậc biến thái, tay có thể diệt trời cao, cường đại đến mức không có cách nào hình dung. Ngứa tay quá, ai đánh với ta một trận đi." Thạch Tu Văn lớn tiếng kêu lên, nói là ai đánh với ta một trận, nhưng ánh mắt hắn lại chăm chú nhìn vào trên người Lăng Hàn. Chương 2, .128 số mệnh gia tăng thượng hắn thấy chỉ có người đó có thể miễn cưỡng đánh với hắn một trận dẫm lên thiên tài chính là sở thích của hắn từ trước tới nay đánh nát lòng tin của đối phương thành từng mảnh nhỏ đó chính là một trong những lạc thú của hắn dã hầu tử nếu tới đánh nát ngươi Hổ nữ tung người ra căn bản không nói quy định gì trực tiếp ra tay ầm phía sau lưng của nàng hiện ra ảo ảnh một con côn bằng nàng trực tiếp dùng hết toàn lực hiển nhiên hổ nữ cũng thấy thích thú, vô cùng coi trọng Thạch Tu Văn, xem hắn trở thành kình địch. Thật mạnh, Thạch Tu Văn ngạc nhiên kêu lên, hắn hét lớn một tiếng, nghênh đón về phía hổ nữ. Thân hình hắn rung lên, phía sau lưng xuất hiện một người khổng lồ hoàng kim cực lớn, khua tay, hung hăng đập về phía côn bằng. Đây là do lực tiên thai hai bên đang tiến hành va chạm. Trên ý nghĩa nào đó mà nói, đây là hai vị tiên vương đang đấu pháp. Chỉ là hai bên đều chỉ phát huy ra một tiêu uy lực mà thôi độ cao tiên vương quả thực quyết định thực lực tiên thai, còn bị cảnh giới võ giả của bản thân ảnh hưởng, một thăng nguyên cảnh tiên thai không thể nào không địch lại một chảm trần tiên thai. ầm, um, người khổng lồ chống lại côn bằng, bạo phát một lần giao phong kịch liệt, đại đạo nghiền nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ phù văn, bắn về phía bốn phương tám hướng. ánh sáng rực rỡ chiếu khắp bầu trời, cái gì cũng nhìn không thấy. vèo, vèo, hai bóng người vừa từ trong ánh sáng rực rỡ bay vào đi ra, vừa ra tay vô cùng độc ác, kịch liệt mỗi lần bọn họ giao phong đều sẽ khiến đại đạo chấn động. Ngây mù cuộn lên cảnh tượng hàng vạn hàng nghìn. Ha 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 vui vẻ vui vẻ. Thạch Tu Văn cười một cách điên cuồng, đầu đầy bím tóc của hắn bay lượn. Trong từng cơ bắp nổi lên hiện ra một tấm phủ văn phong cách cổ xưa. Đó là khi thiên thai của hắn phát huy, gia tăng lực lượng của hắn lên tới mức vô cùng, giống như có thể chém ra cả thiên địa. Hắn là hoàng kim cự nhân tộc, thiên địa sơ khai ra đời rất nhiều nguyên thú. Đồng thời còn có rất nhiều sinh linh hình người, ví dụ như Thanh Đồng cự nhân, ví dụ như Hoàng Kim cự nhân, ví dụ như Lôi Đình cự nhân, những tồn tại này đương nhiên cũng là cấp bậc Tiên Vương. Chỉ là trải qua năm tháng khá dài, có tộc còn sống, có tộc lại chết trận, có vài tộc mất tích. Ví dụ như Hoàng Kim cự nhân tộc, lão tổ tông của chủng tộc này mất tích, không có ai biết hắn sống hay chết. Hình như hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi mảnh thiên địa này. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới sự cường đại của hậu bối hắn. Một khi huyết mạch phản tổ là được tiên thai, có thể vận dụng năng lực siêu cấp của Hoàng Kim Cự Nhân. Lực lớn vô cùng, đồng thời cũng nắm giữ năng lực phòng ngự kinh người. Thạch Tu Văn giống to hơn, kích phát ra năng lực viễn cổ, tăng chiến lực lên tới cực hạn. Đánh một chút đánh một chút, hổ nữ cũng đánh ra cơn tức, ảo ảnh côn bằng không ngừng diễn hóa. Ảo ảnh giống như thật sự có một con côn bằng cực lớn xuất hiện, hai cánh rung lên, kinh diệu cổ kim. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đúng là chiến đấu một trận khó hòa giải. Cái gì, nhìn thấy cục diện chiến đấu kịch liệt như vậy, bất kể là võ giả Quảng Long Thiên hay Thái An Thiên, đều lộ ra biểu tình khiếp sợ và không dám tin tưởng. Người của Quảng Long Thiên không thể tin được, chính bởi vì bọn họ quá tự tin, cho rằng bọn họ tùy tiện xuất động một đế giả là có thể quét ngang chảm trần của Thái An Thiên. Nhưng bây giờ lại có một thiếu nữ có thể đánh cùng Thạch Tu Văn một trận khó có thể phân thắng bại. Điều này tất nhiên khiến cho bọn họ chấn động kinh sợ phải biết rằng Thạch Tu Văn xếp hạng thứ 9, nhưng từ thứ hạng 10 đến thứ hạng 4, thực lực của mỗi người đều rất gần nhau. Thậm chí, có khả năng Thạch Tu Văn còn muốn lợi hại hơn tên xếp hạng thứ 4 cũng không chừng. Bởi vì, trước đây Thạch Tu Văn ở trong trận chiến thứ hạng, trận chiến đầu tiên lại bị bại bởi yêu nghiệt nghịch thiên sau đó đoạt vị trí đứng đầu kia. Bản thân hắn bị trọng thương, lúc này mới liên tiếp thất bại ở trong những trận đấu sau đó, cuối cùng rơi đến vị trí thứ 9. Nhưng như vậy còn không phải là vị trí thứ hạng số 10. Từ điều đó có thể thấy được sự cường đại của Thạch Tu Văn. Mà người phía bên Thái An Thiên cũng không thể tin được. Bởi vì rất nhiều người đều nghe nói, hổ nữ đã từng đánh bại nghiêm tiên lộ, Sơn Quý Đồng và Lao Tùng. Nàng tuyệt đối là người đứng đầu trong trảm trần cảnh ở Thái An Thiên. Nhưng nàng lại có thể không áp chế nổi người xếp hạng thứ 9 của Quảng Long Thiên. Nhưng đánh tới hơn 1.000 chiêu, tranh lệch của hai bên đã hiện ra rõ ràng. Hổ nữ chiếm ưu thế, hai tay nàng hóa thành móng vuốt hổ, lưu chuyển ấn ký côn bằng, lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Cho dù Thạch Tu Văn là tiên thai của Hoàng Kim Cự Nhân nắm giữ năng lực phòng ngự rất mạnh, nhưng ở dưới lợi trảo của nàng vẫn bị cào tới ra chóc thịt bong. Kinh người chính là, máu tươi Thạch Tu Văn rơi ra lại là màu kim hoàng, giống như chất lỏng kim loại. Vừa rơi xuống đất máu lập tức ngưng kết, có vài người lấy lên, không ngờ phát hiện ra, đó đúng là chuẩn tiên kim. Cái chủng tộc này quả nhiên kinh người, máu chính là chuẩn tiên kim dịch. Thể phách khủng khiếp có thể thấy được một phần, nhưng kinh khủng hơn lại là hổ nữ, nàng lại có thể tay không chộp rách thể phách đó, lực phá hoại của nha đầu kia phải kinh người tới mức nào. Ha 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 ha, người là nữ nhân đầu tiên có thể thương tổn được ta. Thạch Tu Văn cười to, trong lòng hoàn toàn không thấy bối rối mất ý chí chiến đấu, bởi vì bị thương hoặc là rơi hạ phong, trái lại khiến cho ý chí chiến đấu của hắn dâng lên vô hạn. Cho nên, ta dự định để cho nàng làm nữ nhân của ta ý chí chiến đấu hực hực giống như lửa hóa thành một mảnh dáng đỏ khiến cho người khổng lồ hoàng kim càng lộ vẻ uy vũ trên ngực hắn có một phú văn phát ra ánh sáng chói lòa giống như hóa thành một mặt trời làm cho người ta không có cách nào nhìn thẳng đây là thiên tài chân chính gặp phải đối thủ mạnh mẽ không chỉ không lùi bước ngược lại sẽ khiến chính mình thăng hoa phá tan cực hạt nâng cao chiến lược nhìn giống như đã không có khả năng nâng cao được nữa hổ nữ cũng giận tím mặt nói nữ là của lăng hàn Tên giã hầu tử như ngươi lại dám đánh chủ ý đối với nữ. Nữ muốn đánh nổ ngươi. chương 2129, số mệnh gia tăng hạ. ầm, chiến lực của nàng cũng điên cuồng nâng cao. Trên con cá có từng đạo mạch văn hiện lên. Sau đó chiếc đuôi giống như đuôi rồng, quất về phía thạch tu văn. Cuộc đại chiến tiếp tục. Tuy rằng thạch tu văn phá tan cực hạn của bản thân, nhưng hổ nữ cũng chiến đấu tới phát điên. Đồng thời nàng cũng có thể đột phá cực hạn. Bởi vậy nàng vẫn áp chế thạch tu văn. Chỉ có điều, tuy rằng thạch tu văn có chút dấu hiệu bị thua nhưng ai biết được hắn có tuyệt chiêu đáng sợ nào có thể lật bàn hay không hơn nữa từ lúc rơi xuống hạ phong đến thật sự bị thua đây cũng không phải là chuyện nhất thời lang hàn gật đầu thảo nào nghiêm tiên lộ không phải là đối thủ của thạch tu văn trên thực tế nghiêm tiên lộ có thể bảo toàn tính mạng ở trong tay thạch tu văn đã là đặc biệt không tầm thường chỉ có điều nếu nói ở trên phương diện thể chất thiên phú chiến đấu tiên pháp nghiêm tiên lộ kém hơn thạch tu văn vậy Lăng Hàn tuyệt đối sẽ không ủng hộ. Nguyên nhân điều này cũng chỉ có thể giống như nghiêm tiên lộ thuật lại lời bình của Vĩnh Sương Tiên Vương, Quảng Long Thiên nhận được khí vận thiên địa gia tăng. Cho nên, thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi này còn mạnh hơn người của Thái An Thiên một đoạn. Thạch Tu Văn Cường Đại, cho dù là đặt ở bên Tây Tiên Vực, chắc hẳn cũng có thể đứng hàng đầu ở trong chảm chân. Bởi vì hồ nữ chính là tồn tại như vậy, hắn cũng chỉ kém một chút mà thôi. Thần hồn Sơn Quý Đồng và Lao Tùng đều bị đoạt, còn có một loại cảm giác mất mát nói không nên lời. Bọn họ quả thực kém hơn so với nghiêm tiên lộ, nhưng người nào cũng không biết nghiêm tiên lộ chính là sinh ra ở trên tiên lộ. Hơn nữa còn có một sư phụ là tiên vương bát trọng thiên. Chỗ thua kém này lại chỉ có một chút, điều này cũng là có thể tiếp nhận được. Hơn nữa, đợi sau khi bước vào tiên vương, thể chất tranh lệch sẽ bị xóa sạch. Bọn họ tự tin có thể gắng sức đuổi theo, không lại để cho nghiêm tiên lộ giành đứng ở phía trước. Vừa nhìn thấy hổ nữ cùng thạch tu văn chiến đấu, lòng tự tin của bọn họ lại sụp đổ cùng là đế giả nhưng tranh lệch này quá lớn khiến cho người ta tuyệt vọng thể chất khác nhau thật sự rõ ràng như vậy sao tuyệt đối không thể bởi vậy cho dù tất cả mọi người thành tiên vương bọn họ cũng không phải là đối thủ của hổ nữ thạch tu văn nhiều lắm chính là có thể trả lại thêm mấy chiêu mà thôi chiến đấu kịch liệt vẫn còn đang tiến hành mà đế giả tới đây cũng càng lúc càng nhiều tất nhiên đều là người bên quảng long thiên nhìn thấy hổ nữ cùng thạch tu văn chiến đấu chẳng ai lộ ra vẻ thận trọng. Thạch Tu Văn mạnh hơn so với thời điểm chiến đấu thứ hạng. Nhưng người thiếu nữ này, mạnh đến mức biến thái, nàng là ai, từ đâu xuất hiện, cuộc chiến ra ra suốt ba ngày, Thạch Tu Văn cuối cùng không địch lại hổ nữ, rời khỏi vòng chiến. Người quả thực mạnh hơn ta, hắn lớn tiếng nói, hắn cũng không bởi vì thất bại một trận, đánh mất lòng tin. Ngược lại tinh khí thần đều tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Trong vòng trăm năm, ta sẽ tìm nàng chiến đấu lại một trận nữa. Đến lúc đó, ta sẽ đánh bại nàng, khiến nàng ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi, không để cho hổ nữ có cơ hội nổi giận. Hổ nữ giận dữ, tính truy kích qua, nhưng nàng lại bị lăng hàn kéo lại, nhìn về phía nàng lắc đầu, nói. Lần sau hắn lại xuất hiện, ta sẽ đánh hắn thành đầu heo, khiến cho hắn không dám si tâm vọng tưởng nữa. Hổ nữ nhất thời vui vẻ, kéo cánh tay của lăng hàn, lộ ra vẻ hồn nhiên, ngây thơ khiến cho người ta thấy động tâm nhất thời lại có rất nhiều con mắt nhìn qua chăm chú tập trung vào trên người lăng hàn lộ ra biểu tình hâm mộ người trẻ tuổi này thực sự quá may mắn hổ nữ cường đại tới giường nào ngay cả thạch tu văn cũng có thể đánh bại bản thân còn xinh đẹp đến kinh thiên động địa nếu được thê như vậy phu còn mong mỏi gì nữa hơn nữa ngươi xem hổ nữ đối với người khác là hung ác độc địa tới mức nào nhưng đối với lăng hàn nàng lại ôn nhu như nước quả thực không thể lại mơ tưởng gì nữa đôi mắt đẹp của liễu hàm lại lộ vẻ thâm trầm ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào lăng hàn tràn ngập sự oán hận nếu như không có nam nhân này hổ nữ chính là người của nàng chỉ cần để cho đối phương ăn vào thiên dương thảo vậy giới tính căn bản không phải là vấn đề là nam nhân này chia rẽ nàng và hổ nữ phải chết thạch lão cửu sao lại phế vật như thế ngay cả một cặn bã của thái an thiên cũng đánh không lại một nam tử đến sau cười giễu cợt nói khi nhìn thấy tất cả mọi người của thái an thiên đều nhìn lại hắn ngạo nghễ nói ta phí vân trong đế giả trảm trần của quảng long thiên xếp hạng thứ sáu thứ sáu tuy rằng hổ nữ thắng nhưng thắng được cũng không dễ dàng thạch tu văn chỉ là hạng thứ chín mà thôi vậy xếp hạng thứ sáu này sẽ còn cường đại tới mức nào hổ nữ nhe răng lại muốn ra tay nàng có đại chiêu có thể dùng có thể thuấn thiên thuấn địa nhưng thật nhiều ngày sau mới có thể sử dụng lại một lần nếu không có bất đắc dĩ nàng tuyệt đối sẽ không vận dụng đây mới thực là tuyệt chiêu bảo toàn tính mạng. Lăng Hàn đưa tay ngăn cản nàng, nói, ta tới, ý chí chiến đấu của nữ hoàng cũng hừng hực thiêu đốt. Nhưng vừa nhìn thấy Lăng Hàn nói muốn ra tay, nàng liền kìm chế xuống. Có phải là cặn bã hay không, người nói có thể tính sao? Lăng Hàn sãi bước đi ra ngoài, ha ha, người của Thái An Thiên không phải là cặn bã sao? Phí vân lộ ra vẻ mặt xem thường, các ngươi không ngại cùng tiến lên, xem ta trấn áp các ngươi như thế nào. Điên cuồng, thực sự quá ngông cuồng. Lăng Hàn lắc đầu, nói nhiều với một kẻ điên cuồng như vậy có ích gì. Đánh nát hắn, vậy tới chiến đấu đi. Cặn bã hay không cặn bã, chỉ cần dùng nắm đấm để nói chuyện. Đồ cặn bã, nếu muốn bị đánh nát, ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Thân hình phí vân thoáng động, hắn đã vọt về phía Lăng Hàn. Hắn cũng không quan tâm bốn phía xung quanh còn có người khác. Chỉ là một quyền hung bạo đánh qua, trên mặt quyền có mơ hồ một ký hiệu đại đạo, tản ra ánh sáng có thể nát bấy tất cả. Nhất thời, không phải là đế giả vội vàng xoay người bỏ chạy. Một khi lực quyền này không khống chế được, lực phá hoại thật đáng sợ. Lăng Hàn lắc đầu, một ngón tay vẽ ra, hành động thật đơn giản, nhưng dường như có thể trấn áp thiên địa. Chương 2130, người không bằng Thạch Tu Văn, dám xem thường ta, Phí Vân gầm lên giận dữ, ký hiệu đại đạo trên mặt quyền cũng rõ ràng hơn một chút. Hiển nhiên lực phá hoại càng tăng thêm, Lăng Hàn cười nhạt, một ngón tay đón nhận, ầm hai người lần đầu tiên giao phong, thật ra ngón tay, quyền cũng không trực tiếp tiếp xúc, mà cách chỉ ít ba trượng. Hai bên đại đạo, nguyên lực đã nảy sinh va chạm kịch liệt, sau đó dừng lại. Từng đợt lực lượng khủng khiếp và quy tắc tuôn ra, bắn về phía bốn phương tám hướng. Các hoàng giả vừa chạy đi chỉ là bị lực lượng này ảnh hưởng, thân hình lại không tự chủ được lắc dư, giống như uống rượu say. Bọn họ không khỏi hoảng sợ, chỉ là khác biệt giữa hoàng giả và đế giả, tại sao thực lực lại gặp phải tranh lệch lớn như vậy. Đây là tự nhiên, lăng hàn, phí vân cũng là ngũ trảm, tương đương với cường giả dương hồn. Chiến lực càng vượt qua âm hồn, dư âm công kích như vậy, chảm trần không thể dễ dàng thừa nhận sao. Không có bị trực tiếp đánh chết, vậy đã nói rõ những người này đủ cường đại. Bằng không nếu đổi lại là tứ chảm bình thường, khẳng định trực tiếp bị chết. Lăng hàn thu ngón tay về, vô cùng ung dung bình tĩnh. Chẳng qua cũng chỉ có như vậy, đáng ghét, đáng ghét, người cuối cùng dám xem thường ta như thế mái tóc đen của phí vân chuyển động, tức giận điên cuồng đến đỉnh điểm. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi quá coi trọng chính mình, thực lực của ngươi căn bản không giống như thạch tu văn. Thứ hạng cũng không thể thật sự nói rõ sự tranh lệch của thực lực. Một quyền này khiến trong lòng hắn hiểu rõ, phí vân thua kém thạch tu văn. Trước đó đã nói, thạch tu văn xếp hạng thứ 9, đó là bởi vì thời gian trận chiến đầu tiên trong cuộc chiến sắp xếp thứ hạng, hắn gặp phải tên biến thái đứng đầu kia. Kết quả thất bại thảm hại, bị thương nặng cuối cùng hứng chỉ xếp hạng thứ 9. Dĩ nhiên, cũng không phải nói phí vân không mạnh, thân là đế giả, phí vân đương nhiên mạnh mẽ. Hơn nữa quả thực có thể tiến vào 10 vị trí đầu của Quảng Long Thiên. So với Thạch Tu Văn chắc hẳn có tranh lệch không lớn. Nhưng so với thiên kiêu đỉnh cấp có thể chỉ kém một chút thôi sao? Sau khi ta đánh người thành cặn bã, người sẽ biết ngươi và ta có bao nhiêu tranh lệch. Trong ánh mắt phí vân lưu chuyển ra khí thức màu đen, không ngừng bay lên, hóa thành một thanh liêm đao màu đen. Tử vong chi liêm, có người kinh ngạc kêu lên, sắc mặt cũng biến đổi. Phải biết rằng hắn là một vị hoàng giả, thật sự không ngờ, phí vân nhanh như vậy đã dùng tới tử vong chi liêm. Có đế giả cảm thán, ai bảo tiểu tử kia chọc giận phí vân, có đế giả lại nhìn có chút hả hê, giữa các đế giả vốn chính là quan hệ trực tiếp cạnh tranh. Hiện tại còn là giao phong giữa hai đại thiên vực, vậy dĩ nhiên bọn họ hy vọng phí vân giết chết lăng hàn. Phí vân lại xông ra, còn không có sông tới, liêm đao khổng lồ từ phía sau này đã chém xuống. Rõ ràng là ảo ảnh, lại là tản ra hàn quang giống như kim loại, giống như thực chất. Tay phải lăng hàn nắm tay, đánh một quyền vào trong hư không phía trên bầu trời. Loảng xoảng dường như xét đánh xuống đất bằng. Sau đó chỉ thấy không gian xuất hiện từng gợn sóng, không ngừng truyền lực ra bốn phương tám hướng. Tử vong chi liêm lập tức bị ảnh hưởng, thế đi bị ngăn cản. Sau đó xuất hiện sự tổn hại, từng mảnh loang lổ, sau đó nhẹ nhàng tung bay cuối cùng hóa thành vô số mảnh nhỏ theo gió bay lên cao a à, nhìn thấy thấy uy lực một quyền này tất cả mọi người để y hít vào một hơi khí lạnh cho dù là các đế giả cũng không ai không lộ ra vẻ khiếp sợ một đòn của phí vân đáng sợ như thế lại bị một quyền tùy ý phá hủy thực lực lăng hàn quả thực sâu không lường được tốt tốt hổ nữ lập tức hoan hô nữ hoàng lại vỗ tay hai nàng đều tuyệt đối không coi ai ra gì muốn làm gì thì làm lại giống bây giờ những nữ nhân khác dù thế nào cũng nghiêm chỉnh ủng hộ thay phu quân của mình. Các nàng lại làm, quả nhiên, người so ra kém hơn Thạch Tu Văn. Lăng Hàn vô cùng khẳng định nói, hai tay phí vân nắm tay, tức giận đến mức gân xanh trên trán giật mạnh. Thiên kiêu giống như hắn đã rất ít khi phải tức giận vì chuyện gì đó. Nhưng hắn đối với thứ hạng lại là vô cùng coi trọng. Đây cũng là một trong những động lực khiến hắn vùi đầu khổ luyện. Hắn muốn làm người mạnh nhất, nhưng còn bây giờ thì sao? Lăng Hàn lại có thể xóa sạch sự cố gắng, lại có thể cho rằng hắn thậm chí còn không bằng với Thạch Tu Văn xếp hạng thứ 9. Như vậy chẳng phải là nói hắn chỉ có thể xếp hàng thứ 10 sao? Vậy bảo hắn làm sao có thể nhẫn nhịn được, ngươi đang tự tìm đường chết, hắn lạnh lùng nói, tay phải của hắn rung lên, lại có thêm một thanh liêm đao màu đen, dáng vẻ 10 phần tương tự với thanh tử vong chi liêm ở trên đỉnh đầu hắn. Hắn vận chuyển một loại bí thuật, lại có một đạo ảo ảnh dâng lên, hóa thành một hình người khổng lồ, trên tay cầm thanh tử vong chi liêm này. Chảm hồn, hắn hét lớn một tiếng, thanh liêm đao trong tay chém ra, trên đỉnh đầu, hình người khổng lồ cũng chém ra tử vong chi liêm. Ông, một sóng chấn động quỷ dị không có cách nào hình dung đánh úp về phía Lăng Hàn. Ừ, Lăng Hàn có chút kinh ngạc, quả nhiên là chảm linh hồn, một đòn này thuần túy là quy tắc công kích, cũng có thể hoàn toàn không để ý tới phòng ngự thân thể trực tiếp lao tới thức hải, chém hồn diệt phách. Đáng tiếc, cường độ này cũng quá yếu lăng hàn lộ ra vẻ thất vọng tuy rằng phí vân chỉ kém hơn so với thạch tu văn một chút nhưng chỉ một chút tranh lệch này lại khiến cho hắn hoàn toàn không có ý chí chiến đấu chỉ là cặn bã mà thôi lăng hàn gào to một tiếng thân hình xông ra hắn căn bản không để ý tới tử vong chi liêm đánh ra chảm linh hồn không biết sống chết phí vân cười lạnh tử vong chi liêm lao vút đến om trang phục trên người lăng hàn không gió tự động phất phơ hơn nữa còn là loại biên độ rất lớn, có vài góc áo càng trực tiếp xé nát. Phải biết rằng, trang phục hắn mặc không có khả năng là vật tầm thường, mà là sơi tơ tiên cùng tơ vàng chuẩn tiên dệt thành. Lực phòng ngự đặc biệt kinh người, nhưng bây giờ nó lại bị xé nát một góc, thực sự vô cùng khủng khiếp, nhưng kinh khủng hơn lại là lăng hàn. Hắn không chịu chút ảnh hưởng nào vào tới, một quyền đánh về phía mặt của phí vân. Cái gì, phí vân há hốc miệng, im lặng nói hai chữ này trong ánh mắt hắn hiện rất rõ ràng vẻ không tin. chương 2131, thương bạo, làm sao có thể dễ dàng đỡ được một đòn này như vậy. Nhưng mặc kệ hắn có chấp nhận hay không, có tin hay không, nắm đấm của Lăng Hàn đã đánh qua. Hừ, hắn vung liêm đao nghênh đón, muốn sử dụng nhục quyền đón đỡ tiên binh của hắn sao. Thực sự khôi hài, đừng thấy thanh liêm đao này chỉ là chuẩn tiên khí tứ tinh, lại bị tiên vương khai phong qua. Trong đó có một tiêu uy lực của tiên vương, vô cùng sắc bén, biến tướng tăng lên chiến lực. Đến đây đi, xem có cắt đi nắm đấm của ngươi hay không, xem ngươi đánh trả tiện hay không tiện tay. Lăng Hàn nhìn thấy tất cả, nhưng hắn vẫn duy trì tư thế gia quyền không thay đổi. Hắn chỉ vận dụng thêm huyền âm mẫu thủy, thình thịch, liêm đao chém tới chúng vào trên cổ tay của Lăng Hàn. Đại đạo va chạm, quy tắc xung đột, có ký hiệu vô tận bị phá thành mảnh nhỏ, nhưng nắm đấm của Lăng Hàn lại vẫn rất tốt. Hắn tiến quân thần tốc, tiếp tục đánh về phía phí vân. Biến, biến thái, lúc này phí vân thực sự kinh sợ, liêm đao đã từng được tiên vương khai phong, lại còn không thể chặt đứt cổ tay của lăng hàn. Người từng được tiên vương gia tăng từng phòng ngựa sao, dĩ nhiên không phải, đó là bởi vì huyền âm mẫu thủy phát huy, đây chính là thiên địa bản nguyên, tuy rằng lăng hàn bị giới hạn bởi cảnh giới, nhưng ở trên người phí vân, lực tiên vương có thể phát huy ra trăm phần trăm sao. Đương nhiên không thể, hơn nữa đây chẳng qua là tiên vương gia tăng một tia lực lượng. Nhưng huyền âm mẫu thủy lại là lực bản nguyên thực sự của Lăng Hàn. Có thể so sánh được sao? Bởi vậy hai hai đều suy yếu. Lăng Hàn tất nhiên giống như không có việc gì. Thình thịch, một quyền đánh qua, đập vào trên người phí vân, đánh bay toàn thân hắn. Thân hình Lăng Hàn vọt ra, một bước liền đuổi kịp đối phương. Lại là một quyền đánh qua. Thình thịch, thân hình phí vân nhất thời bay về phía trên bầu trời. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thịch. Lăng Hàn đuổi theo, tiếp tục đánh mạnh. Phí Vân ngược lại cũng không hổ danh là đế giả đỉnh cấp. Hắn nào có khiếp sợ, hắn cũng lao đến gần, toàn thân hắn cuộn mình thành một hình cầu, hai tay lại bảo vệ ở trước mặt, để ý khu vực này cũng là khu vực quan trọng nhất. Điều này đủ để bảo đảm hắn không bị thương nặng, Lăng Hàn có rất nhiều loại biện pháp có thể phá vỡ tầng phòng ngự này. Ví dụ như cửu thiên hỏa, ví dụ như huyền âm mẫu thủy, ví dụ như vận chuyển ba loại lực quy tắc của hắc tháp. Nhưng đối phó với loại cặn bã này, cần dùng những thủ đoạn cao cấp như vậy sao? Ngươi muốn làm con rùa có đúng hay không? Được, hắn đạp một cước ra, thình thịch, phí vân nhất thời lại bị đánh bay về phía trên bầu trời. Sau đó Lăng Hàn lấy ra một cây thương sắt, đây là phần cược thắng được, Mạc Sương đưa cho hắn. Không biết là chuẩn tiên khí của ai, vèo, hắn triển khai lực không gian, thình thịch thịch, thân hình chấp động, xuyên qua không gian, thoáng cái lại đuổi kịp phí vân. Sau đó một thương đâm thẳng, mục tiêu nhắm thẳng vào mông của đối phương, không, tuy rằng phí vân ôm một đầu, nhưng thần thức tiên nhân mở rõ. Điều này với tận mắt nhìn thấy có gì khác nhau. Một thương này là muốn bạo hoa cúc của mình, mặt hắn màu xanh lục, trước mặt đông người, nếu như bị thương sắt bạo cúc, sau này hắn còn có mặt mũi nào nhìn người khác chứ. Nhưng hắn vì bảo vệ nơi yếu hại, hắn cuốn chặt lấy bản thân, làm sao có thể đơn giản thay đổi lộ tuyến vận hành. Hắn vội vàng mở thân thể ra, muốn triển khai thân pháp. Cho dù liều mạng để bắp đùi bụng dưới chúng một thương, cũng không thể để cho hoa cúc quân bị hại hỏng bét được. Nhưng thân thể hắn vừa mới mở ra, một thương này đã tập kích đến. Phụt, nhất thời có nửa cây thân trực tiếp đi vào, ai bảo hắn cố ý mở thân thể ra, giống như ở hoan ninh thương sắt tiến vào. A, à, hắn kêu lên thảm thiết, toàn thân đều căng ra thành một đường thẳng tắp. Buồn nôn, Lăng Hàn vội vàng vung tay, ném phí Vân ra ngoài. Thình thịch, phí Vân từ trên bầu trời ngã rơi xuống, nặng nề nện xuống đất. Bụi bặm bay lên, hắn vẫn duy trì ở tư thế nằm, phía trên mông lại có một cây thương cắm vào đang lắc lư. Hắn thật ra cũng không choáng váng hôn mê, công kích như vậy còn chưa đủ để khiến cho hắn bị thương nặng. Nhưng mấu chốt là mất mặt, khiến cho hắn căn bản không dám ngẩng đầu lên, đường đường là đế giả, hơn nữa còn là tồn tại xếp hạng thứ sáu Quảng Long Thiên, lại có thể ở trước mặt mọi người bị người khác bạo cúc. Trong nháy mắt, tất cả mọi người Quảng Long Thiên cùng chung mối thù, đều dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào lăng hàn, chỉ cảm thấy Lăng Hàn đang sơ ri nhục toàn bộ Quảng Long Thiên. Kẻ thù chung, Lăng Hàn cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu muốn tranh đoạt liệt diễm lôi kích mộc, hắn phải đánh bại tất cả thiên kiêu. Các người nhìn ta như nhìn kẻ thù, cùng lắm thì trấn áp mỗi người. Nhưng thù hận thì thù hận, nhưng không có ai lỗ mãng nhảy về phía Lăng Hàn khiêu chiến. Phí vân chính là tấm gương cho mọi người. Dị đại nhân thế nào còn chưa tới? Thư tiên tử đầu, đường minh long đâu? Các thiên kiêu của Quảng Long Thiên đều kêu to, tình cảm mọi người vô cùng kích động. Dị, đó là tồn tại đứa giả trảm trần đứng đầu Quảng Long Thiên. Không có ai biết hắn là họ dị hay tên là dị, hay căn bản đây lại chỉ là một danh hiệu. Dị là một người đặc biệt thần bí, nhưng thực lực lại là cường hãn đến kinh người. Hắn xếp hàng thứ nhất, hoàn toàn không có một chút tranh cãi nào. Thư Nhã Dung, đệ nhất mỹ nữ Quảng Long Thiên, đồng thời cũng xếp hạng thứ hai ở trong đế giả trảm trần. Đường Minh Long lại là xếp hạng thứ ba, Thực lực của ba người này nếu so ánh với các đế giả khác, rõ ràng mạnh mẽ hơn một phần. Bởi vậy, các thiên kiêu của Quảng Long Thiên đều tin tưởng chắc chắn, chỉ cần ba người này trình diện. Tùy tiện một người nào, cũng có thể đủ để chấn áp được Lăng Hàn. Ở dưới kích động như vậy, không ai chú ý tới phí vân đá lặng lẽ đào một cái hố, bò vào. Sau đó hắn càng đào càng sâu, càng bò càng xa, chuồn mất. Lăng Hàn đi trở về chỗ, liền nhìn thấy đám người nghiêm tiên lộ đều lộ ra vẻ kích động. Lăng huynh, lăng huynh, lăng đại nhân, quá tuyệt, hung hăng cho Thái An Thiên một cái tát vào mặt. Phải biết rằng, bắt đầu từ khi tới nơi này, người Quảng Long Thiên vẫn thể hiện ra thái độ xem thường, đủ loại khinh thường Thái An Thiên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bị hung hăng đánh vào mặt, đế giả xếp hạng thứ sáu, thứ 9 còn không phải là bị đánh bại sao? Thật may là Thạch Tu Văn chạy trốn nhanh, nếu không cũng bạo cái mông của hắn. chương 2132, đế giả đỉnh cấp đến. Người một lời ta một câu, tất cả mọi người lộ ra tiếc nuối không bạo hoa cúc của Thạch Tu Văn. Điều này không khỏi làm Lăng Hàn điên cuồng đổ mồ hôi. Hắn chẳng lẽ kéo lên một phong trào bạo mông hay sao? Hình ảnh này quá đổi trụy, quá bạo lực, hắn không dám nghĩ tới. Đáng tiếc, ngay cả hổ nữ cũng lộ ra thái độ tiếc hận. Chuyện chơi vui như thế, nữ lại có thể không nghĩ tới. Hai mắt nàng phát sáng, quét tới quét lui ở trên thân đám người Quảng Long Thiên, rất có ý tứ muốn bắt một người qua làm thí nghiệm một không tốt, nữ tử này là một bảo bảo hiếu kỳ, tuyệt đối không thể để cho nàng học được loại chiêu tổn hại này. Lăng Hàn vội vàng kéo hổ nữ lại, chuyển trọng tâm câu chuyện tới việc ăn uống. Nhất thời khiến cho nước bọt hổ nữ chảy ròng ròng, thành công quên đi chuyện bảo hoa cúc cúc loại này hoàn toàn không thích hợp với nữ tử. Thật nguy hiểm, lại một ngày sau, Quảng Long Thiên rốt cuộc đã có một nhân vật cấp quan trọng tới. Đường Minh Long, người này, nghe tên của hắn, rất dễ liên tưởng đến một nam tử thân hình cao lớn nhưng trên thực tế, hắn lại là một người lùn, vẻ mặt đầy nếp nhăn. Còn có một mái tóc xám trắng, dù thế nào cũng có không cách nào liên tưởng hắn cùng với đế giả tuyệt đỉnh. Nhưng có người nói, đây là một vị tiên vương chuyển thế. Không có ai biết vì sao một vị tiên vương lại muốn chọn thân thể không chịu nổi như vậy. Cũng không hiểu lấy thủ đoạn của tiên vương vì sao không chỉnh lại thân thể này. Điều này đối với tất cả chảm trần mà nói, cũng là một chuyện nhỏ, không có khả năng làm khó tiên vương. Nếu như lời đồn là thật, đường Minh Long thực sự một vị tiên vương chuyển thế, vậy suy nghĩ một chút, thế hệ mới sinh ở Quảng Long thiên lại vô cùng khủng khiếp. Tiên vương chuyển thế cũng chỉ có thể xếp hạng thứ ba. Vậy dị và thư nhã dung lại mạnh mẽ đến mức nào? Đường đại nhân, không ít người đều chủ động tới chào hỏi, chỉ có các đế giả là tương đối căng thẳng một chút. Ngươi là tiên vương thì như thế nào? Hiện cũng chưa phải là cuối cùng, mọi người sau này đều có thể trở thành tiên vương, ai phải sợ ai? mọi người tôn kính vĩnh viễn là thực lực thực tế đường minh long xa cách có vẻ có chút quái gở đường đại nhân người này xỉ nhục toàn bộ quảng long thiên chúng ta có người nhanh mồm nhanh miệng lập tức chỉ vào lăng hàn kêu lên đường minh long nhìn sang chỉ là trong ánh mắt hắn thoáng lộ ra một vẻ nghi hoặc cũng không mở miệng hỏi thăm người kia vội vàng nói ra những chuyện đã xảy ra trước đó sau đó mắt hắn nhìn chằm chằm vào đường minh long kỳ vọng đường minh long hăng hái đứng ra lấy lại danh dự cho Quảng Long Thiên, cũng triệt để dẫm đạp lên Thái An Thiên. Rác rưởi trung quy vẫn là rác rưởi. Đường Minh Long nghe xong, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn và Hổ Nữ, mắt hơi giật giật vài cái. Sau đó hắn liền nhắm hai mắt lại, ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, bộ dạng ai cũng đừng tới làm phiền ta. Điều này làm cho người của Quảng Long Thiên đều thất vọng. Nhưng bọn họ lại không thể ép buộc đường Minh Long ra tay. Bọn họ chỉ có thể kỳ vọng sau khi Tam Hoa Cốc mở ra ép lăng hàn cùng đường minh long khó có thể nhường nhịn nhau không cần lâu như vậy chỉ cần chờ dị đại nhân đến hắn nhất định sẽ ra tay chấn áp lăng hàn có người lòng tin tràn đầy nói ừ điều này đã được rất nhiều người tán thành cho dù là các đế giả cũng lộ ra vẻ kính sợ cùng là đế giả nhưng dị quá mạnh mẽ thậm chí khiến cho bọn họ cũng chỉ có thể ngưỡng vọng trong nháy mắt lại là hai ngày trôi qua đột nhiên một làn gió thơm ngát nhẹ nhàng thổi tới trên bầu trời có từng đóa hoa tuyệt đẹp rơi xuống, nhưng khi đưa tay ra chạm vào đóa hoa, lại sẽ phát hiện đây căn bản không phải là hoa thật sự. Đây chỉ là ảo ảnh, nhưng mùi thơm lại chân thân tới lạ lùng, vạn dặm thoáng hương, thư tiên tử đến, nhất thời, người của Quảng Long Thiên đều hưng phấn, thư nhã dung, chẳng những là đệ nhất mỹ nữ Quảng Long Thiên, còn là đệ nhị cao thủ trong trảm trần cảnh. Dưới hai hào quang này bao phủ, tất nhiên khiến cho nàng như giống nữ thần cử thiên, cao cao tại thượng. Rất nhanh, một bóng người màu trắng từ phía xa nhanh chóng lao qua. Đây là một nữ tử đẹp đến tận xương, nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng như tuyết, trên váy có từng con hoa hồ điệp, thường xuyên vỗ cánh bay lên, nhưng lập tức lại hóa thành ánh sáng vỡ vụn biến mất. Đây cũng không phải là hồ điệp thật sự, mà là do quy tắc biến thành. Trong lòng Lăng Hàn cũng không khỏi thầm dùng mình, nữ tử này cũng không tận lực vận chuyển, là đại đạo tự mình diễn hóa, đặc biệt kinh người. Đây là hiệu quả của tiên thai, thư tiên tử, thư tiên tử, thư tiên tử, người của Quảng Long Thiên đều nghinh đón. Cho dù là đường Minh Long cũng không nhịn được mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn lướt qua trên mặt thư nhã dung một cái, trên gương mặt đầy nếp nhăn thoáng lộ ra một biểu tình cổ quái. Sau đó hắn lại nhắm mắt lại, tiếp tục mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, có vẻ hoàn toàn không thèm để ý tới tất cả mọi thứ. Thư nhã dung minh diễm kinh người, tuy rằng liễu hàm cũng tuyệt sắc, xếp hạng chỉ ở dưới nàng. Nhưng khi đặt hai nàng ở bên cạnh nhau, sẽ phát hiện liễu hàm rõ ràng thua kém một bậc, nhưng mọi người lại không thể không thừa nhận trước kia chỉ cần thư nhã dung vừa xuất hiện lập tức liền có thể trở thành trung tâm chú ý duy nhất của tất cả mọi người ở đó nhưng bây giờ lại khác nàng đã bị một nữ tử khác hoàn toàn áp chế xuống hổ nữ nhìn thế nào cũng là hổ nữ tốt hơn tuy rằng tiểu nha đầu này có chút không hình tượng ngươi xem một chút đi ở trước mắt bao người lại ăn rất ngon lành tay cầm một cái đùi gà ăn tới miệng đầy là dầu mỡ nhưng ngay cả như vậy nàng vẫn đẹp tới mức khiến cho người ta động tâm. Không nói hổ nữ, chỉ nói tới hai nữ tử ở bên cạnh. Một người che mặt bằng một tấm lụa trắng, nhưng dáng người lại hoàn mỹ không chút khuyết điểm nào. Nàng còn có một loại khí chất tôn quý vô song, nàng không cần lộ ra hình dáng cũng làm cho người ta khuynh đảo. Một người khác lại đẹp tới tận xương, đôi mắt hạnh giống như có thể nói, câu người đoạt phách. Thư Nhã Dung hiển nhiên cũng phát hiện ra, nàng nhìn về phía hổ nữ, trong mắt phượng bừng lên ra một vẻ kinh diễm, còn có một loại thần thái không nói rõ được. Có phần chấn động kinh sợ, có phần kính nể, rất phức tạp. Tất nhiên, lại có người cáo trạng với Thư Nhã Dung, xúi dục hai bên bất hòa. chương 2133, vô danh, tiên khí thượng. Thư Nhã Dung chỉ mỉm cười, trái lại nhìn về phía lăng hàn và hổ nữ gật đầu, sau đó liền đi qua một bên, yên lặng chờ tam hoa cốc mở ra. Được lắm, Thư Nhã Dung cũng không chịu ra tay, chỉ có thể chờ đợi gì, người này lại hung tàn vô cùng, không một lời hợp liền đánh người, căn bản không để ý xem mình có lý hay không, nói chung đánh đến khi người ta chịu phục, tới lúc đó dù vô lý cũng sẽ trở thành có lý. Dị, nhanh đến đây đi, một ngày lại một ngày, thời gian trôi qua rất nhanh, tuy rằng lại có mấy hoàng giả tới, ngoại trừ Dị ra, các đế giả khác đều đã đến đông đủ. Nhưng Dị lại trước sau không nhìn thấy hình bóng, Tam Hoa cốc xuất hiện biến hóa rất lớn, mấy ngày qua sóng gió ngập trời, giống như trận đánh phá trời cao. Ầm um, từng ngọn lửa cháy mạnh thường xuyên phóng lên cao, lại có thiên lôi đánh xuống, hình như có tồn tại nào đó lịch kiếp, liệt diễm lôi kích mộc đã sắp xuất thế, không ít người đều kinh ngạc kêu lên, có vẻ chờ mong vô cùng. Thiên địa bản nguyên, người có duyên sẽ có, nói không chừng mình chính là người có duyên, hiện tượng dị thường như vậy xuất hiện, nói rõ tam hoa cốc sẽ mở ra trong hai ba ngày tới. Nhưng tại sao dị còn chưa tới? Một ngày sau, veo veo veo, những mũi tên xuất hiện đầy trời, từ trên bầu trời bắn xuống, bao phủ lối vào của tất cả mọi người. Ai lớn mật như thế? Hừ, đáng ghét, mọi người đều ra tay, hóa giải một đợt công kích này. Đây là cấp bậc hoàng giả đỉnh cấp, bởi vậy, có vài người liền lộ ra vẻ quá sức. Chỉ có điều đối với đế giả mà nói, lại quá dễ dàng. Vèo, lại một đạo tiến quang xẹt qua, bắn thẳng đến một đế giả. Làm càn, tên đế giả kia đánh ra một quyền, ầm, tiến quang bị nghiền nát, nhưng trên nắm tay của đế giả kia lại hiện lên một đạo huyết quang lại là một đòn gây chảy máu tất cả mọi người đều a à một tiếng hiển nhiên công kích lúc trước không phải do người đánh lén toàn lực gây nên veo vẫn là một mũi tên bắn tới nhưng mục tiêu công kích lần này lại đổi thành một người khác một mũi tên lại một mũi tên bắn ra những công kích vô cùng xảo quyệt cũng bắn tới không cùng góc độ hình như người đánh lén ở những nơi khác nhau phóng ra công kích đó là các đế giả đỉnh cấp lăng hàn Hổ Nữ, Thư Nhã Dung, Đường Minh Long đều bị công kích. Tên khốn kiếp nào, lại dám đánh lén nữ. Hổ Nữ nhảy dựng lên, giận tím mặt, nữ hoàng cũng một tay nhặt lấy một mũi tên, gương mặt xinh đẹp ở dưới tấm lụa mỏng lộ ra vẻ phẫn nộ. Lại có người dám đánh lén nàng, ha 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 ha, trong một tiếng cười dài, chỉ thấy một người trẻ tuổi lớn bước ra ngoài. Trong tay hắn cầm một cung tiến màu bạc dài không quá nửa thước. Tại Hà Kỳ vô danh, ra mắt các vị. Kỳ vô danh, mọi người đều nhìn nhau, sau đó đều lắc đầu, người này thật đúng là vô danh, ai cũng chưa có nghe nói qua, nhưng mọi người lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ, người này chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng liền công kích về phía bọn họ. Hơn nữa lấy sức một mình khiêu khích nhiều người như vậy. Lá gan này phải lớn đến mức nào? Người làm vậy là có ý gì? Có đế giả nén giận hỏi. Hắn đặt câu hỏi mà không phải trực tiếp ra tay, đó là bởi vì trước đó kỳ vô danh đánh ra công kích quá mạnh mẽ. Nếu không nắm chắc 10 phần, làm sao dám ra tay? Nếu chẳng may xui xẻo, sẽ tự rước lấy nhục hay sao? Hơn nữa, ở đây còn có đám đế giả đỉnh cấp như Thư Nhã Dung, Đường Minh Long, Lăng Hàn. Nếu muốn ra mặt cũng không tới phiên bọn họ, không phải sao? Chỉ là muốn xem thử thực lực của các vị mà thôi." Kỳ vô danh thản nhiên nói, câu trả lời như vậy khiến cho rất nhiều người đều nổi giận. Muốn xem thử thực lực liền không nói một lời lập tức ra tay sao? Nếu chẳng may bị thương tổn tới ai đó, thì phải làm sao bây giờ? Dĩ nhiên, lời như vậy sẽ không có ai nói ra. Võ giả chẳng lẽ còn sợ chiến đấu sao? Người của Quảng Long Thiên đều nhìn về phía Thư Nhã Dung và Đường Minh Long. Người của Thái An Thiên lại nhìn về phía Lăng Hàn và Hổ Nữ. Nhưng Thư Nhã Dung và Đường Minh Long lại chỉ nhìn chằm chằm vào kỳ vô danh. Xác thực mà nói, là nhìn chăm chú vào cây cung màu trắng ở trong tay hắn. Hổ Nữ cũng khẽ a một tiếng, nói ta hình như có chút ấn tượng đối với cây cung này. Nàng suy nghĩ một hồi, chợt vỗ hai tay, nói. Đó là tiểu trư thiên A di cung, cái gì, Lăng Hàn liền vội vàng hỏi, nếu cũng không biết được quá rõ ràng, chỉ là có chút ấn tượng mơ hồ, đó là tiên khí, hơn nữa còn thuộc về loại đặc biệt đặc biệt lợi hại ở trong tiên khí. Hổ nữ gật gật đầu nói, bộ dáng rất nghiêm túc. Không sai, chính là tiểu trư thiên A di cung, thư nhã dung tiếp lời nói thân cung được làm từ thế giới thụ dây cung lại được chế tạo ra từ gân của long vương cửu trọng thiên chỉ kéo dây cung rung lên liền có thể chấn động nát các thiên thế giới thụ gân của long vương cửu trọng thiên thế giới thụ là một trong chín tổ mộc lớn ở trong thiên địa bản nguyên lấy loại gỗ này làm thân cung chắc hẳn không có gì có thể vượt qua nhiều lắm chỉ có thể ngang hàng gân chính của long vương cửu trọng thiên lại tăng thêm sự kinh khủng bởi vì thiên địa bản nguyên chỉ có thể đại biểu cho tiên vương nhưng tiên vương cửu trọng thiên lại là đại biểu cho cực hạn của tiên vương. Chỉ hai thứ đồ này đã là vô thượng trí bảo, chúng lại kết hợp với nhau, tạo thành tiên khí, vậy giá trị quả thực không có cách nào tưởng tượng. Cho nên, đừng nhìn thứ đồ nhỏ này giống như món đồ chơi, nhưng uy lực lại vô cùng kinh người. Chỉ cần tin tức truyền ra, cho dù là tiên vương tim cũng phải đập thình thịch. Bất kể là đoạt trắng trợn vẫn âm thầm cướp lấy, nhất định đều sẽ ra tay. Cho dù là lang hàn cũng có một chút động tâm. Nhưng chỉ cần người khác không chiêu chọc đến mình, hắn cũng sẽ không bởi vì trên người người khác có thứ tốt gì đó mà lập tức đi đánh cướp. Dĩ nhiên, vừa rồi kỳ vô danh không hề có nguyên nhân lại ra tay, đã khiến cho Lăng Hàn có ý tức giận ra tay. Hắc hắc, nhãn lực không tệ, kỳ vô danh cười nói, các vị, tam hoa cốc sắp tới sẽ mở ra, có thiên địa bản nguyên xuất hiện, không ngại có thêm người cạnh tranh chứ. Các hạ, là người thuộc về thiên vực nào? Thư nhã dung hỏi, lưu lạc thiên nhai, không thuộc về thiên vực nào cả. Kỳ vô danh trả lời vô cùng mơ hồ, trên thực tế hắn tự xưng là vô danh, khiến người ta muốn tìm hiểu và kiểm tra thân phận của hắn cũng rất khó khăn. Chương 2134, vô danh, tiên khí hạ. Một đế giả đỉnh cấp, trong tay có tiên khí đỉnh cấp nhất. Hắn đột ngột xuất hiện, dù thế nào cũng làm cho người ta cảm thấy không được tự nhiên. Thư Nhã Dung thản nhiên nói: "Thiên tài địa bảo, người người đều có phần, có thể nhận được hay không, phải xem duyên phận xem thực lực." tại hạ thật ra rất có lòng tin đối với thực lực của mình kỷ vô danh cười nói ánh mắt hắn đảo qua ở trên người mọi người một vòng khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị hắn cũng ở ngồi xuống một bên nhắm mắt lại điều này làm cho mọi người cảm thấy rất giận dữ vừa rồi ra hỏa này đã triển khai công kích đối với bọn họ hiện tại hắn lại dám ngồi xuống ở ngay trước mặt bọn họ bộ dạng giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh bảo người ta làm sao có thể không tức giận cho được nhưng bất luận là Thư Nhã Dung hay Đường Minh Long, lại đều không có ý xuất thủ. Thật khiến cho người của Quảng Long Thiên đều ủ rũ. Phía Thái An Thiên bên này, Lăng Hàn cảm thấy rất hứng thú. Hắn có một trực giác, kỳ vô danh này có cùng một cấp bậc với Thư Nhã Dung, Đường Minh Long, đủ để trở thành kình địch của hắn. Điều này làm cho ý chí chiến đấu của hắn bắt đầu sôi trào lên. Rất tốt, có thể chiến một trận vui vẻ. Bí cảnh mở ra, đúng lúc này, có người đột nhiên kêu lên, tại lối vào mây mù nhanh chóng giảm đi, hiện ra một đường nghiêng đi xuống dưới, vô cùng rộng mở. Chiều rộng ước chừng nghìn trượng, hơn nữa còn đặc biệt bằng phẳng, hình như là sử dụng đao kiếm gọt ra. Thật vậy, tảng đá có dấu hiệu bị gọt bỏ rõ ràng, tuyệt đối không thể là do phong hóa hình thành. Có người nói, sau khi tiên vương tuyệt thế giao chiến, chiến trường của bọn họ có thể diễn hóa thành bí cảnh thiên địa. Có người lo lắng nói, tam hoa cốc này cũng được hình thành như vậy sao? Phía trước, tốc độ sương mù rút đi càng lúc càng nhanh, hình như thoáng cái đã bị mặt đất hấp thu phạm vi tầm nhìn trở nên vô cùng rõ ràng đi lập tức có người nhảy lên tiến vào sơn cốc nhược điểm thực lực không có vấn đề gì chỉ cần dẫn đầu đi tới trước mặt liệt diễm lôi kích mộc là có thể dành một cơ hội được lựa chọn những người ở đây có nhiều nhất là hoàng giả hoàng giả còn chưa đủ lợi hại sao cho nên chim ngu bay đi trước chúng ta cũng đi chúng ta cũng đi hổ nữu kéo một cánh tay lăng hàn hưng phấn kêu lên được chúng ta cũng đi lăng hàn cười nói trước hắn thu thiên phượng thần nữ vào hắc tháp ở đây chỉ cần cảnh giới đạt được phân hồn hoặc là vượt qua đều không thể vào nhưng cũng không phải nói dưới chạm trần lại có thể tùy ý ra vào chỉ cho phép chạm trần hổ nữ hùng hùng hổ hổ đi ở phía trước quả thực giống như chính là đang kéo lăng hàn lăng hàn lại cùng nữ hoàng sóng vai đi cuối cùng lại là nhu yêu nữ dáng vẻ của nàng có phần giống như con dâu gặp cảnh khốn cùng lúc trước nàng chỉ sợ nữ hoàng hiện tại lại thêm một hổ nữ, cả hai người đều khắc chế nàng muốn chết. Nữ hoàng uy nghiêm, trời sinh đã là vương, hổ nữ lại rất không nói lý, người không nghe lời liền đánh, đánh đến khi nào nghe lời mới thôi. Đám người nghiêm tiên lộ cũng lên đường, bọn họ đã sớm kết thành đồng minh, có thể dùng trận pháp đối kháng với tồn tại cường đại hơn so với bản thân mình. Bởi vậy bọn họ cũng có lòng tin tràn đầy, tranh đoạt, từ giờ phút này đã chính thức bắt đầu, được thiên địa bản nguyên, vậy dĩ nhiên có thể thay ra đổi thịt, đuổi kịp tranh lệch với đế giả đỉnh cấp. Đường trong cốc nói là nghiêng xuống phía dưới, càng đi xuống, đường chính lại càng rộng. Thường xuyên liền có địa khí xuất hiện, hóa thành từng đóa hoa đại đạo nở rộ, mỹ lệ vô cùng. Nhưng không có người nào dám đập, đập một chút, không phải chết chính là bị thương, hơn nữa còn là trọng thương, cũng có thể chọn đời không có cách nào khôi phục được. Những đóa hoa không có dễ, biết chậm rãi tung bay. Điều đầu tiên cần phải làm chính là né tránh đừng nhìn thấy cúng nó bay nhẹ nhàng rất chậm, nhưng giống như biết thuấn di. Thật ra nửa điểm cũng không chậm, bởi vậy cần phải duy trì sự cẩn thận đến mức tuyệt đối. Hơn nữa, càng đi xuống, số lượng những đóa hoa đại đạo lại càng nhiều. Thiếu chút nữa bay khắp đường trong cốc, khiến người ta căn bản không có chỗ đặt chân. Bốn người lang hàn đều cẩn thận từng ly từng tí, đi đến nơi này, ngay cả hổ nữ cũng không dám làm loạn. Điều này làm cho tiểu nha đầu rất bất mãn, nàng chu cái miệng nhỏ, lộ rõ vẻ không vui tê ở trên mặt. Thật may, chỉ có hoa đại đạo phiêu giật, nếu như bây giờ còn có kẻ địch chạy ra, khi đó mới thật sự là khó đối phó. Sau tròn ba ngày, con đường phía trước mới rốt cục bắt đầu trở nên bằng phẳng. Đây là đã đến đáy cốc sao, chuông tăng tóc cất lên vì ai, một giọng nói trầm thấp vang lên, phía trước xuất hiện một người, chỉ có điều, thật sự rất khó khăn để dùng chữ người hình dung về hắn. Chỉ có thể nói là hình người, trên người hắn móc đầy gai nhọn, hơn nữa to to nhỏ nhỏ khác nhau bộ dạng có vẻ vô cùng quỷ dị những gai nhọn này lai hoàn toàn không giống như vật trang sức mà là từ trong thân thể mọc ra hoàn toàn tự nhiên bốn người lăng hàn đều kinh ngạc tồn tại hình người này nhất định là sinh linh ở bên trong tam hoa cốc nếu không bọn họ tuyệt đối không nhìn thấy một con quái vật như vậy tiến đến hơn nữa còn có thể chạy tới phía trước bọn họ nơi này lại có thể nuôi dưỡng ra được sinh linh sao không có nghe nghiêm tiên lộ nói qua Lăng Hàn không cho rằng nghiêm tiên lộ sẽ cố gắng giấu giếm manh mối như vậy. Đương nhiên cũng không thể nào là do Vĩnh Sương Tiên Vương cố ý không nói cho ái đồ này biết. Như vậy chỉ có một nguyên nhân, con quái vật này mới sinh ra trong ước năm gần đây. Có lẽ là mấy nghìn vạn năm trước, có lẽ là mấy trăm vạn năm trước, thậm chí có khả năng chính là ngắn ngủi ba tới năm ngày trước. Thiên địa thần diệu ra sao, làm sao có thể dễ dàng phỏng đoán được. Chống trận làm là vì ai? Quái vật hình người này tiếp tục nói, âm thanh trầm thấp. Ngữ cảnh trong lời nói, giống như một vị lão binh trải qua thế sự xoay vần, phát ra suy nghĩ đối với chiến tranh. Quái vật thối tha, giả vờ thâm trầm cái gì? Không phải là muốn đánh nhau sao? Tới đây, đánh cùng nữ. Hổ nữ kêu to, nhưng còn không có chờ quái vật hình người ra tay, nữ hoàng đã giành sông ra trước. chương 2135, quy tắc giết chóc. ầm, um, một trường bổ ra, kiếm khí ngang dọc. Hoa hoa hoa, người thật đáng giận, đó là của nữ, hổ nữ dơ chân, cũng xông ra ngoài, công kích quái vật hình người này. Vừa ra tay, liền có thể nhận ra được thực lực của quái vật hình người. Dương hồn cảnh, chống lại chảm chân, đây tuyệt đối là nghiền ép, đáng tiếc chính là, bất kể nữ hoàng hay hổ nữ, đều không phải là chảm chân bình thường, mà là ngũ chảm đế giả. Luận về cảnh giới, các nàng lại tương đương với dương hồn. Mà nói đến chiến lực, các nàng hiện tại cũng có thể còn vô địch nhất sai. Nói cách khác, ngay cả cường giả âm hồn, các nàng cũng có thể đánh bại. Dưới sự liên thủ của hai nàng, quái vật hình người này lại ngăn cản thế nào? Âm âm âm, sau một trận đánh loạn, rất nhanh hắn đã bị đánh bị. Cổ quái chính là, quái vật hình người này cũng không có thân thể. Dưới một đống gai nhọn, thân thể thật ra là khoảng không. Chỉ có một viên đá màu đỏ thấm, giống như trái tim. Chỉ có điều cũng chỉ có kích cỡ bằng một đoạn ngón út. Tại sao muốn giành với nữ? Hổ nữ không bỏ qua, nhìn chằm chằm vào nữ hoàng nữ hoàng lại mặc kệ nàng bộ dạng ngươi là tiểu hài tử ta không chấp nhận với ngươi đại yêu tinh đáng ghét hổ nữ giơ chân gián sát nữ hoàng không tha muốn đòi một lời giải thích có đôi khi nàng lại đặc biệt chấp nhất lăng hàn lại lấy viên đá màu đỏ thấm kia lên chỉ có điều tay hắn mới vừa đụng đến trong đầu của hắn lập tức dâng lên huyết quang vô biên một mảnh đao quang kiếm ảnh giết chóc a à, hắn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc nói quy tắc giết chóc trong hắc tháp có quy tắc giết chóc hắn đã tìm hiểu ra một ít da lông đối với quy tắc như vậy hắn tuyệt đối không xa lạ gì nữ hoàng nhất thời cảm thấy hứng thú nàng cũng đi tới kiểm tra Ui uy 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 đại yêu tinh người còn không có nói tại sao muốn dành với nữ hổ nữ không buông tha quy tắc giết chóc nhu yêu nữ cũng sán lại gần tràn ngập vẻ hứng thú ngươi là nói cái này có chứa quy tắc giết chóc sao quy tắc giết chóc ở trong ngũ hành Ngoài hệ lôi ra, bình thường cơ bản không có cơ hội chạm tới. Vô cùng chân quý, lang hàn chừng mắt nhìn nàng, nói, có cũng không có liên quan gì tới nàng. Nhu yêu nữ tức giận dừng lại, nam tử này đúng là thô lỗ không hiểu phong tình, thật muốn bóp chết hắn. Lang hàn ném thạch đầu cho nữ hoàng, hắn nắm giữ hắc tháp, bất kỳ lúc nào cũng có thể nghiền ngẫm về quy tắc giết chóc. Không cần loại vật này, nữ hoàng đương nhiên sẽ không khách khí, thu vào đá huyết sắc. Nhu yêu nữ thoáng chu miệng lên nàng cũng rất muốn nhưng lang hàn lại có thể hỏi cũng không hỏi nàng thực sự ghê ghét đại yêu tinh nữ và ngươi nói chuyện đi hổ nữ vẫn còn không chịu bỏ qua trong lúc hổ nữ một đường truy hỏi bọn họ đã đi được gần hai ba dặm lại có một quái vật hình người toàn thân mọc đầy gai nhọn xuất hiện hổ nữ hú lên một tiếng quái dị vội vàng giành xuất thủ trước rất nhanh nàng lại giết chết con quái vật này không ngoài dự đoán gai nhọn rơi xuống đất bên trong trống rỗng chỉ có một viên đá nhỏ đỏ sậm giống như máu. Vẫn là quy tắc giết chóc, Lăng Hàn gật đầu, lại ném viên đá cho nữ hoàng. Nếu ở sơn cốc này đã trở nên bằng phẳng, cũng sẽ không có khái niệm đường nữa, mà biến thành một bình nguyên cực lớn. Bởi vậy, những người như bọn họ giống như cục đá ném vào trong biển rộng, chỉ làm nổi lên một bọt nước. Mỗi người khẳng định sẽ lựa chọn những phương hướng có phần khác nhau. Sau khi đi tự do qua một khoảng cách xa, tranh lệch như vậy lại càng lớn. Bởi vậy, Đám người lăng hàn vừa không đuổi kịp đám người trước mặt, cũng không có bị những người phía sau đuổi kịp. Bọn họ rốt cuộc có phải vượt lên vị trí đầu, hay là tụt lại phía sau, điều này hoàn toàn không biết được. A a a, cổ quái tiếng thú gào vang lên, phía trước xuất hiện một con yêu thú cổ quái, nhìn dáng vẻ chắc hẳn giống như một con heo, nhưng toàn thân lại mọc đầy gai nhọn, trong nháy mắt khiến nó lớn hơn, có một loại cảm giác dữ tợn áp bách. Ta tới, nhu yêu nữ giành bước ra. Nếu như con quái thú này vẫn bị lăng hàn, nữ hoàng hoặc là hổ nữ giết chết, nàng căn bản không có được phân chia một khối bảo thạch ẩn chứa quy tắc giết chóc này. Cho dù nàng giành lên trước đánh một cái, tiếp theo vẫn đứng ngoài xem cuộc vui, ra mặt dày một chút cũng có thể được chia một chén súp, có đúng hay không? Nàng trực tiếp ra tay, trong bàn tay trắng thuần rung lên, đã xuất hiện thêm một thanh đào mộc kiếm, chém về phía kiếm chư. Vèo, kiếm khí di chuyển, hóa thành một đạo ánh sáng chói lòa. Một kiếm này chém ở trên người kiếm chư, nhưng ngay cả một cái gai cũng không có chặt đứt. Trái lại khiến cho con kiếm chư này nhìn chầm chầm vào nàng. Một hung sát khí nhất thời đập vào mặt, khiến cho gương mặt nhu yêu nữ trắng nhợt, thiếu chút nữa đã hôn mê. Đây là quy tắc giết chóc, đáng sợ vô cùng. Ngay cả lang hàn cũng biến sắc, nói, không tốt, gia hỏa này là cấp bậc địa hồn. ầm 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 kiếm chư đã di chuyển bốn vó, lao thẳng về phía đám người lăng hàn. Tới, thử một lần, lăng hàn hào hứng xông qua một quyền nghênh đón ầm um, lăng hàn lập tức bị đánh bay thân hình di chuyển nhanh giống như một pháo đạn sau khi bị đánh bay mấy trăm dặm lúc này thân hình lăng hàn mới chậm lại chỉ thấy trang phục ở phần bụng của hắn đã bị nghiền nát hiện ra một miệng vết thương hình vòng tròn trên bụng của hắn cũng xuất hiện vết máu lại bị thương vì một đòn này chiến lược cấp bậc địa hồn quả nhiên đáng sợ lăng hàn sờ sờ bụng dưới liên tục nhe răng không hổ danh là quy tắc giết chóc nếu không chỉ là địa hồn cũng không có dễ dàng phá hủy thân thể của hắn như vậy. Chút vết thương ấy không đủ để khiến cho hắn suy sụp. Nhưng vấn đề là, lực công kích của hắn còn xa mới bằng lực phòng lực. Đánh con kiếm chư này cũng chỉ có thể bị đánh nổ. Vậy hắn cần gì phải làm vậy? Trốn sao? Trốn vào hắc tháp sao? Lăng Hàn lắc đầu, hắn triển khai không gian di chuyển. Vèo, trong nháy mắt hắn lại xuất hiện ở phía trước con kiếm chư kia. Tiên ma kiếm được lấy ra, hắn chém qua, cong, hào quang cường đại phóng ra, kiếm khí phóng lên cao. Kiếm chư tất nhiên sẽ không sợ hãi, toàn thân nó run lên, veo veo veo, veo. vô số gai nhọn bắn ra, lao về phía Lăng Hàn. Lại ở trong một lần trước mắt như vậy, con kiếm chư này liền biến thành heo ánh sáng. Lăng Hàn vươn tay, nhẹ nhàng nói: "Thời gian dừng, om, kiếm chư cũng tốt, kiếm bay múa đầy trời đâm cũng tốt, đều đồng thời tiến vào trạng thái bất động." Chương 2136 Tiên Vương Huyết Thạch đây không phải là năng lực của lăng hàn mà là uy năng của hắc tháp tốc độ dòng thời gian giảm đến mức tận cùng chính là bất động vút tiên ma kiếm chém qua phụt một tiếng động vang lên chỉ thấy một cái đầu heo đã bay lên trong không trung nhưng trong nháy mắt nó lại hóa thành hư vô thân heo ầm ầm ngã xuống đồng thời sụp đổ chỉ có một viên đá đỏ sậm giống như máu lưu lại vù 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 lăng hàn lấy tiên ma kiếm trống xuống đất còn không ngừng thở gấp gáp sắc mặt đặc biệt khó coi một chiêu này hắn phải trả cái giá quá lớn, hoàn toàn hút hết không chỉ là nguyên lực, còn có linh hồn trên thân thể hắn. Toàn thân hắn thật giống như đã biến thành một giấy trắng, chỉ còn lại một chữ trống rỗng. Thời gian tăng nhanh, giảm tốc độ có thể tùy ý sử dụng. Chỉ là trình độ ảnh hưởng càng lớn, phạm vi càng rộng, lại tiêu hao cũng càng lớn. Cực hạn của thời gian bất động này còn làm cho Lăng Hàn trực tiếp mất đi sức tái chiến. Hơn nữa, một chiêu này trong thời gian một tháng hiện thực mới có thể sử dụng một lần, Tiến vào phòng thời gian tăng nhanh cũng vô dụng, hắc tháp cần lấy ra lực lượng nào đó từ trong không gian thật sự. Lăng Hàn, người thật đáng ghét, hổ nữ lập tức nhào tới, đại quái vật cấp bậc địa hồn cũng bị ngươi một chiêu giết chết. Thật là giỏi, thật là giỏi, nữ muốn cùng ngươi sinh hầu tử, tiểu nha đầu nói tất cả cũng là vì một câu cuối cùng. Nhưng Lăng Hàn lại chỉ đồng ý ôm nàng một cái, hôn nhẹ nàng, khiến cho nữ rất bất mãn. ầm, um, Lăng Hàn nhất thời bị ngã nhào xuống đất hiện tại hắn một chút khí lực cũng không có hổ nữ cười hì hì không ngừng hôn ở trên mặt lăng hàn không chỉ hôn hơn nữa nàng còn liếm cắn thật giống như một con mèo nhỏ nhu yêu nữ lại vô cùng khiếp sợ vừa rồi chính là quái vật cấp bậc địa hồn nó lại có thể bị lăng hàn một kiếm chém rơi ngươi mạnh như thế nào nàng lại không biết đây cũng không phải là chiến lược của bản thân lăng hàn mà là uy năng của hắc tháp một tháng lăng hàn có khả năng vận dụng một lần hơn nữa thiếu chút nữa đánh cho lăng hàn thành người khô nếu như có thêm mấy kẻ địch nữa đó chính là hành động tìm chết chỉ có điều lần này nàng có thể mặt dạng mày dày đi lấy viên đá đỏ như màu máu kia nhưng nàng vừa thoáng động đã thấy nữ hoàng ngoắc tay một cái giành chộp lấy viên đá vào trong tay trước tỉ tỉ nàng ủy khuất kêu lên nữ hoàng uy nghiêm liếc mắt nhìn về phía nàng nói phân phối như thế nào ta tự có tính toán a à, nhu yêu nữ chơi đùa với ngón tay nàng ở trước mặt nữ hoàng nàng một chút cáu kỉnh cũng không có tiểu nha đầu bắt lấy lang hàn bị hổ nữ hôn tới sắp hít thở không thông nhưng hai nàng lại hoàn toàn không có người nào có ý định sẽ giúp hắn hổ nữ hì hì cười nói chúng ta tới sinh hầu tử nàng nhớ mãi không quên lang hàn hiên ngang lẫm liệt giáo dục nàng một trận sau đó hắn lại lấy ra không ít thức ăn lúc này mới khiến cho tiểu nha đầu tạm thời quên sinh đi chuyện sinh hầu tử hắn khôi phục vài phần khí lực cuối cùng có thể đứng lên đi một chút đây rốt cuộc là đá gì vậy trung quy vẫn chứa một tia quy tắc siết chóc lang hàn bảo nữ hoàng lấy viên đá huyết sắc ra rất rõ ràng viên đá đại biểu cho quái vật địa hồn lớn hơn một vòng đây là tiên vương huyết thạch tiểu tháp đột nhiên nói sao tiên vương chiến đấu kịch liệt máu vẩy ra khắp mặt đất những viên đá này dính một tia máu của tiên vương nhưng không có vỡ nát lại trải qua vô số năm tháng diễn biến nảy sinh biến hóa đặc biệt kỳ lạ tiểu tháp giải thích lăng hàn bừng tỉnh thảo nào trước đó có sinh vật và yêu thú hình người cổ quái nhưng đánh chết giải quyết xong lại không có thực thể hóa ra tất cả cũng chỉ là máu do tiên vương lưu lại đang quấy phá không hổ danh là tiên vương chỉ là rơi một chút xíu máu nhưng sau vô số năm tháng lại còn có thể tạo thành biến đổi khác thường kinh người như vậy như vậy tên tiên vương này nhất định là tu luyện quy tắc giết chóc hắn chắc chắn nói ít nhất là tiên vương thất trọng tiểu tháp cũng đưa ra suy đoán xem ra lời đồn không phải là giả rất nhiều bí cảnh thiên địa đều là chiến trường do tiên vương đại chiến lưu lại có ý chí bất diệt của tiên vương lại trải qua vô số năm diễn biến lực lượng thiên địa cũng gia nhập vào khiến nó trở thành bí cảnh thiên địa lăng hàn gật đầu nhìn về phía nữ hoàng nói thu lại xem ra chúng ta chắc hẳn có thể gặp phải càng nhiều quái vật như vậy thu hoạch càng nhiều tiên vương huyết thạch hắn nói lại sơ qua những lời tiểu tháp nói dưới tình hình chung chỉ có thể tìm hiểu quy tắc ngũ hành và hệ lôi những quy tắc khác chỉ có thông qua tiên dược hoặc có chút kỳ bảo mới có khả năng thu hoạch. Nhưng những quy tắc uy lực lớn hơn nữa vẫn có thể duy trì đến trước tiên vương. Bởi vậy, giá trị của những tiên vương huyết thạch lại cao tới mức hiếm thấy. Nói ngược lại, giá trị hắc tháp mới thực sự kinh người. Lại có ba đạo quy tắc thời gian, không gian, giết chóc. Nếu như Lăng Hàn tìm hiểu những quy tắc còn không thể trở thành đế vương quét ngang tất cả cùng giai, vậy hắn thực sự quá phế vật. Bốn người tiếp tục ra đi, rất nhanh bọn họ lại gặp phải một vị quái vật hình người hổ nữ và nữ hoàng cùng nhau xông lên ba cái đã lại giải quyết xong nhưng tiếp theo bọn họ lại gặp được phiền toái lớn lại là một con quái vật hình thú nắm giữ chiến lược địa hồn cảnh đánh cho bốn người lăng hàn chạy khắp nơi thật may con quái vật này hình như có khu hoạt động cố định sau khi ra khỏi khu này con quái vật này cũng đứng lại không tiếp tục truy kích nữa a à, bốn người nhìn nhau đột nhiên đều nở nụ cười cùng dai đánh một trận từ trước tới nay bọn họ lại chưa từng bị người đánh cho phải chạy khắp nơi. Đây là một loại thể nghiệm rất mới mẻ, đợi đột phá phân hồn, liền có thể đánh chết những quái vật này. Làm Hàn sờ sờ mũi, đờ đáng tiếc thời gian bất động một tháng cũng chỉ có thể dùng một lần. Bằng không hắn cũng không nhất định phải chạy như vậy, chỉ có điều, chờ sau khi chúng ta đột phá phân hồn, cũng không có cách nào lại tiến vào nơi này. Nữ hoàng nói, nữ có thể, hổ nữ nhấc tay nói, nữ cũng có đại tuyệt chiêu, giết con quái vật này giống như giết một con gà. Bao lâu có thể dùng một lần? Lăng Hàn hỏi, ba tháng, hổ nữ dựng lên ba ngón tay, chương 2137, trúc xanh đốm đỏ thượng. Lăng Hàn gật đầu, nói, không nên lãng phí ở trên người những kẻ tạp nham này. Trừ khi gặp phải nguy cơ sinh tử, mới sử dụng nó để bảo toàn tính mạng. Được, nữ biết rồi, hổ nữ ngoan ngoãn gật đầu, bọn họ không ngừng tiến sâu vào bên trong, gặp phải quái vật dương hồn, âm hồn, bọn họ sẽ ra tay giết chết nếu như gặp phải cấp bậc địa hồn bọn họ cũng chỉ có thể nhanh chân bỏ chạy sau vài ba lần như vậy bọn họ cũng lệch khỏi quỹ đạo phương hướng ban đầu nhưng có thể xác định bọn họ vẫn đang đi sâu vào bên trong sơn cốc bởi vì có ba ngọn núi làm chỉ dẫn dù thế nào bọn họ cũng không có khả năng bị lạc mất phương hướng sơn cốc này lớn đến kinh người hơn nữa bọn họ cũng có không cách nào triển khai thân pháp toàn lực chạy nhanh bởi vậy tốc độ tiến lên phía trước tất nhiên sẽ không nhanh tròn ba tháng trôi qua bọn họ còn không có đi được quá nửa chặng đường bởi vì bọn họ còn không có chạy tới dưới ba ngọn núi đây là dấu hiệu của nửa chặng đường theo nghiêm tiên lộ nói ba ngọn núi cũng có cơ duyên lăng hàn nói chỉ có điều cụ thể là cái gì vĩnh sương tiên vương lại không nói cho hắn biết vậy chúng ta liền đi xem thử cũng sẽ không làm chậm chế quá nhiều thời gian nữ hoàng gật đầu bọn họ tiến về phía ngọn núi bên trái. Bảy ngày sau, hổ nữ đột nhiên dừng chân đứng lại. Sau đó nàng dùng mũi ngửi ngửi, mắt cũng nhíp lại. Thơm quá, đối với mũi của gia hỏa ham ăn, Lăng Hàn đương nhiên là tin tưởng 100%. Hắn hỏi, người thấy được cái gì? Mùi thơm của tiên dược, hổ nữ trợn mắt, người rất thơm, có dược linh ít nhất 50 ức năm trở lên, chí ít cũng là tiểu thành. Vậy được, đi xem thử đi, bốn người thay đổi tuyến đường, do hổ nữ dẫn đường. Nàng một đường vừa ngửi mùi vừa đi, sau khi đi được chừng trăm dặm, lúc này Lăng Hàn và nữ hoàng mới ngửi thấy được một mùi thơm ngát. Quả nhiên, không thể so sánh được với gia hỏa tham ăn. Bốn người đi rất nhanh, chỉ sau chưa tới nửa canh giờ, ở phía trước bọn họ xuất hiện một cái ao nước đen như mực. Có một mùi tanh tưởi không có cách nào nói nổi, giữa ao nước lại mọc lên một cây trúc xanh, vừa nhỏ lại vừa dài. Cây trúc xanh thật giống như một cái ống, dài chừng trăm trượng, cơ bản không mọc lá cây chỉ có ở vị trí trên đỉnh mới mọc ra sáu cái lá cây. Sau đó nâng một quả màu đỏ thấm, đến nơi này, mùi thơm của tiên dược ngược lại biến mất. Trúc xanh đốm đỏ, lang Hàn lập tức nói, hiện tại hắn đã nhớ kỹ tất cả tiên dược của tiên vực. Cho dù có vài tiên dược tạp giao xuất hiện, hắn cũng có thể thông qua manh mối tìm ra được phụ mẫu của nó. Thấy ba nàng đều có chút mờ mịt, hắn giải thích. Đây đúng là tiên dược, nhưng phần có giá trị không phải quả màu đỏ thấm này, mà là 6 cái lá cây, chứa các quy tắc đại đạo khác nhau. Khi dùng chung với nhau, tác dụng với nhau, giống như đặt mình ở bên trong đại đạo. Hiệu quả ngộ đạo tốt đến kinh người, chỉ có điều, toàn thân tiên trúc này là bảo, thân trúc có thể làm binh khí, nó có tính đàn hồi chỉ ít có thể sánh bằng chuẩn tiên kim lục tinh. Thời gian càng lâu lại càng bền vững kiên cố, đạt được 10.000 vạn năm. Có thể sánh ân với chuẩn tiên kim cửu tinh, vạn ước năm sẽ thành chuẩn tiên kim thập tinh vậy phải bao nhiêu năm sẽ thành tiên kim nhu yêu nữ không nhịn được hỏi hai mắt đều lấp lánh ánh sao tiên kim ai không muốn lang hàn nói cực hạn chính là chuẩn tiên kim thập tinh không có khả năng xông lên độ cao tiên kim đây là hạn chế thiên địa nhu yêu nữ cong đôi môi đỏ mọng tràn đầy vẻ đáng thương chỉ có điều trong lòng nàng đã phát điên hận không thể treo ngược lang hàn lên đánh đau một trận nam nhân thối tha này thực sự quá không hiểu phong tình nàng lại là mỹ nữ hắn ôn nhu một ít sẽ chết sao? hư, không phải là muốn cho bản cô nương đáng ghét ngươi sao? không, bản cô nương sẽ quấn quít lấy ngươi, phiền chết ngươi. còn có quả này, lang hàn nghiêm nghị nói, tuy rằng nó không thể làm thuốc, nhưng cũng không phải là vô dụng. đồ chơi này độc vô cùng kỳ lạ, một khi bị nước độc dính vào trên tay, khi đó cho dù có chặt tay cũng vô dụng. toàn thân sẽ lập tức hóa thành máu đen, đáng sợ vô cùng. nhìn màu của thân trúc gốc cây trúc xanh đốm đỏ này chắc hẳn là khoảng gần 5-6 tỷ năm. Như vậy giới hạn sát thương cao nhất của quả chắc là thiên hồn, thậm chí là tiên phủ cảnh. Ba nàng đều biến sắc, ngay cả tiên phủ cảnh, trái cây này cũng có thể giết bằng độc dược. Hơn nữa còn là trong nháy mắt đã hóa thành máu đen. Thực sự đáng sợ, các nàng tuy rằng không phải tầm thường, nhất là hổ nữ, có trí bảo hộ thân kinh người, nhưng cũng không thể nào sống sót ở dưới công kích của tiên phủ cảnh. Nhìn nước ao này đi đó là do khí tức của độc quả tràn tới, hình thành. Lăng Hàn chỉ vào nước ao vô cùng hôi thối nói, vừa mới nghe hắn nói như vậy, ba nàng vội vàng đều che mũi lại. Thảo nào đầu óc mình có chút tráng váng, hóa ra là chúng độc, Lăng Hàn lắc đầu, cười nói, không cần khẩn trương, chỉ có tiếp xúc trực tiếp với nước độc mới có hại. Mùi chỉ có hơi thối mà thôi, nói là như vậy, nhưng nhìn biểu tình của ba nàng, chính là không cần gốc cây tiên dược này, muốn rời đi. Nữ nhân, ai, Nữ nhân, Lăng Hàn đi lên vài bước, vòng quanh ao nước, nghiên cứu xem làm thế nào để thu được gốc tiên trúc này. Đầu tiên hắn trực tiếp ra tay, nguyên lực ngưng tụ ra thành hình một bàn tay, muốn trực tiếp nhổ tiên trúc ra. Nhưng gốc tiên trúc này lại giống như gắn thành một khối với mặt đất. Hắn muốn rút tiên trúc ra, phải nhổ cả khối đất này lên. Đổi lại thành địa phương khác, thật ra cũng không có vấn đề gì. Lấy lực lượng của Lăng Hàn lúc này, đừng nói chỉ là một mảnh mặt đất, cho dù mười mấy tinh thể chung vào một chỗ, Hắn cũng có thể dễ dàng nâng lên. Vấn đề, đây chính là bí cảnh thiên địa, còn có rất nhiều máu của Tiên Vương rơi ra, có tình trạng biến hóa không có cách nào đoán được, khiến cho việc muốn nâng mặt đất này lên biến thành chuyện không thể nào làm được. Hắn đưa bàn tay nguyên lực thăm dò tiếp điểm theo, c c c, nhưng ngay lập tức có những tiếng động vang lên, chỉ thấy bàn tay nguyên lực của hắn đang bị nhanh chóng ăn mòn. Có thể nhìn thấy rõ ràng, một bàn tay đã chỉ còn lại một nửa, sau đó biến mất sạch sẽ chương 2138, trúc xanh đốm đỏ hạ. Lăng Hàn rên rỉ kêu lên một tiếng, hắn giơ tay lên nhìn, chỉ thấy lòng bàn tay có một ký hiệu màu đen, hơn nữa còn đang lan rộng ra. Đây là độc tính của trúc xanh đốm đỏ, Lăng Hàn vội vàng vận chuyển bất diệt thiên kinh, con, trên tay có ánh sáng màu vàng hiện lên, có một ký hiệu chí cao vô thường xuất hiện, chân áp, rất nhanh liền đánh tan ký hiệu màu đen này. Độc tính thật đáng sợ, căn bản không có tiếp xúc trực tiếp, hơn nữa còn là thông qua bàn tay nguyên lực truyền tới như vậy nó cũng có thể tạo thành phá hủy đáng sợ như thế vậy nếu như bị nước độc trực tiếp chạm tới sẽ thật sự hóa thành máu đen trong nháy mắt ngay cả cơ hội vận chuyển bất diệt thiên kinh cũng không có độc dược có thể giết cường giả tiên phủ quả nhiên không phải nói đùa lăng hàn nhíu mày ban đầu độc tính chắc hẳn cần trực tiếp tiếp xúc với nước độc mới có khả năng truyền nhiễm tại sao ở chỗ này lại thông qua không khí đã phát sinh hiệu quả Hắn nhìn kỹ, a, à, hóa ra nhiệt độ của nước ao có hơi cao, hơi nước mỏng manh bốc lên, đó là do những hơi nước kia tiếp xúc với bàn tay nguyên lực, truyền độc tính tới. Lúc mới bắt đầu, vị trí bàn tay nguyên lực nắm cũng đủ cao, cho nên cũng không bị hơi nước dính đến. Nhưng sau đó lại hạ xuống một ít, mới bị dính độc tính. Lam Hàn lắc đầu, vẫn thật sự có chút khó khăn, làm thế nào mới có khả năng thu được tiên trúc? Hắn nhìn lại về phía ba nàng, nhiều người cũng có thể nghĩ ra được càng nhiều biện pháp Ba nàng đều lắc đầu, các nàng lại tuyệt không muốn mạo hiểm bị nước độc dính phải. Phải biết rằng mỗi chỗ trên người các nàng, làn da đều mịn màng như nước. Nếu chẳng may bị tổn thương, không còn đẹp nữa thì phải làm sao bây giờ? Ở điểm này, ngay cả hổ nữ cũng không ngoại lệ. Nàng không tùy tiện tiến lên trước nữa, lang hàn không thể làm gì khác hơn là tự mình nghĩ ra biện pháp. Sử dụng tiên ma kiếm, đây chính là tiên khí tương lai, hiện tại tuy rằng vẫn yếu một chút, nhưng chắc hẳn có tính kháng độc lăng hàn thử một chút quả nhiên tiên ma kiếm cũng không sợ nước độc không bị ăn mòn nhưng hiện tại thanh lợi khí này cũng chỉ là chuẩn tiên khí cấp bậc tam tinh lại không thể làm gì được trước sự dẻo dai của tiên trúc nếu như chuẩn tiên khí tam tinh chặt đứt chuẩn tiên khí lục tinh vậy còn có thiên lý sao lăng hàn đổi biện pháp khác hắn nghĩ rút sạch nước trong ao như vậy hắn có thể đào cây tiên trúc ung um dung thu lấy nhưng vấn đề là cái bình nào có thể chịu được nước độc ăn mòn vừa bỏ vào chuẩn tiên kim cấp thấp sẽ lập tức hóa thành đống cặn bã. Tiên ma kiếm cũng không thể sử dụng như một cái thùng đựng được. Lăng Hàn cảm thấy khó khăn, bảo vật này đang ở trước mắt, nhưng lại chỉ có thể lực bất tòng tâm hay sao? Hắn cố gắng suy nghĩ, lại có chủ ý. Đốt, Lăng Hàn bảo ba nàng lui lại phía, sau đó dẫn động cử thiên hỏa, thiêu đốt về phía ao nước. Ở dưới nhiệt độ cao như vậy thiêu đốt, tin tưởng ao nước sâu này rất nhanh sẽ bị thiêu đốt sạch sẽ. Như này cũng có thể đưa đến hiệu quả. Ngoài dự đoán của Lăng Hàn, ao nước này lại có thể đặc biệt không dễ bốc hơi. Qua nửa ngày mới thiêu giảm một tầng mà thôi, có hiệu quả là tốt rồi. Lăng Hàn hạ quyết tâm sẽ bỏ công bỏ sức ở chỗ này. Hắn phát động cửu thiên hỏa đến cực hạn, ngược lại chính vì hắn có giới hạn về cảnh giới, cửu thiên hỏa cũng không có khả năng phát huy ra uy năng của cấp bậc tiên vương, không cần lo lắng sẽ cháy hỏng tiên trúc. Về phương diện khác, bởi vì cửu thiên hỏa là thiên địa bản nguyên, tất nhiên không cần lo lắng sẽ bị độc tính giết ngược lại thời gian ngày lại ngày trôi qua, mực nước trong ao đang giảm xuống dần dần, rất nhanh sẽ thành công, ao nước cuối cùng cũng sắp nhìn thấy đáy, lăng hàn lại tăng thêm sức lực, cửu thiên hỏa hừng hực thiêu đốt, một chút hơi nước cuối cùng cũng bốc hơi sạch sẽ, hiện tại, ao nước đã cạn, bảo đảm không có chút chất lỏng nào. Lăng hàn lấy tiên ma kiếm làm sẻng, đào ở trong hồ. Điều này lại tốn hết 7 ngày, hắn mới gõ bỏ phần đất rắc rối phía dưới tiên trúc đi, sau đó thu vào hắc tháp. Đáng tiếc chính là, hắc tháp cũng không nuôi dưỡng được gốc tiên trúc này trừ phi là giống như thất mệnh thiên vân khai hóa ra thần trí có thể tự mình tu luyện lăng hàn sửa lại tiên trúc một chút trái cây tuy rằng là kịch độc nhưng có chỗ trọng dụng có thể coi như là đại sát khí lá trúc bị hắn hái xuống đặt ở dưới cây luân hồi một là có thể giữ tươi khóa lại quy tắc thiên địa sói mòn nhuộm dần một chút khí tức của cây luân hồi có thể nâng cao dược hiệu thêm một bước thân trúc lại tạm thời không có cách nào làm gì được Lăng hàn cũng có không cách nào lấy ra được lực lượng quá mạnh mẽ từ ở bên trong hắc tháp Chuẩn tiên kim lục tinh, hắn ra công không được Thôi đi, sau khi ra ngoài lại giao cho người giỏi tay nghề, tạo ra thành thứ gì đó Lăng hàn ra khỏi hắc tháp, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười Cực khổ hơn một tháng, cuối cùng cũng có thu hoạch lớn Hiện tại không có khả năng tiếp tục chậm chế nữa Bốn người này lập tức lại lên đường xuất phát, chậm chế hơn một tháng không biết có ảnh hưởng tới cơ duyên bọn họ cướp đoạt ba ngọn núi hay không một đường đi qua đương nhiên bọn họ lại gặp phải rất nhiều quái vật trong đó lại có mấy con là cấp bậc địa hồn lang hàn không có dùng lực của hắc tháp mà lấy quả độc của trúc xanh đốm đỏ đi đối phó với một con trong đó thử xem hiệu quả thế nào hắn chỉ dùng một chút xíu dính ở trên mũi kiếm của tiên ma kiếm kết quả một kiếm đâm xuống con quái vật kia lập tức lại thối giữa đương nhiên lang hàn cũng bị gai nhọn của quái vật đâm xuyên qua thân thể Toàn thân máu chảy không ngừng, thiếu chút nữa thương tổn tới thần cốt. Dù sao cũng là một lần công kích hung bạo cấp bậc địa hồn, cho dù đổi lại Tê Nghiêm Tiên Lộ, bị như thế thoáng một lát, chắc hẳn sẽ gục xuống. Nhưng Lăng Hàn chỉ chảy chút máu, thể phách này có thể nói là mạnh mẽ tới mức biến thái. Sau khi kiếm độc sử dụng 7 lần mới suy yếu xuống, thời điểm đến con thứ 11, cơ bản đã không có hiệu quả nữa. Tuy rằng bị ép tới toàn thân đều thủng lỗ, Lăng Hàn lại rất hài lòng số lượng tiên vương huyết thạch cũng càng lúc càng nhiều, chắc hẳn là có thể khiến cho nữ hoàng và hổ nữ nắm giữ sơ bộ quy tắc giết chóc. Đạo quy tắc này có uy lực thực sự lớn, ai sử dụng người đó biết, chương 2139, leo núi, nhu yêu nữ, ta, ta thì sao, bởi vì một đường không phải đi đường vòng, tốc độ của đám người lăng hàn tất nhiên tăng lên. Lại hai tháng sau, bọn họ cuối cùng đi tới dưới ngọn núi bên trái. Nhìn xa là ngọn núi, nhìn gần, đây này căn bản là một núi đặc biệt lớn, chu vi không biết dài bao nhiêu. Dù sao nó cũng lớn đến mức thái quá. om trên thân núi thường xuyên liền có từng đạo mạch văn phát sáng, thật giống như nắm giữ sinh mạng đang hít thở. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đang có mấy người vừa mới bắt đầu leo lên. Tốc độ của bọn họ vốn rất nhanh, nhưng thời điểm khi mạch văn phát sáng, bọn họ lại lập tức ngừng lại, bám chặt vào phía trên thân núi. Mãi đến khi mạch văn phai nhạt xuống, bọn họ mới lại tiếp tục bò về phía trước a à, đột nhiên có người tuột tay, từ trên bầu trời ngã rơi xuống. Nơi này có quy tắc trọng lực, vượt xa mức độ chảm trần có thể nắm giữ. Bởi vậy không ai có thể bay được, ầm, um, hấn trực tiếp rơi tới trên mặt đất, đập xuống tạo thành một hố sâu. Một lát, người kia mới từ trong hố bỏ ra, chỉ thấy toàn thân đều đầy máu tươi, mấy cái xương lòi ra, bị gãy, có thể thấy được cả tủy xương. Thật thê thảm, người kia vội vàng nuốt vào một viên đan dược, sau đó ngồi xuống, Vận chuyển công pháp dẫn dắt dược lực, mau chóng khôi phục chiến lực. Ở bên trong loại bí cảnh thiên địa này, bị thương nặng là chuyện vô cùng nguy hiểm. Cho dù thế lực đối nghịch không tiến hành hạ sát thủ, cũng còn có nguy hiểm khác. Ví dụ như quái vật ở đây hoành hành, chúng ta cũng lên, bốn người leo núi, vừa rời khỏi mặt đất, bọn họ lập tức liền cảm giác được trọng lực đáng sợ. Chỉ sợ đế giả, hoàng giả giống như bọn họ, đều tốn sức. Lăng Hàn, nếu muốn ngươi cõng ta, phút một cái hổ nữ đã leo lên trên lưng Lăng Hàn. Thật là nặng, Lăng Hàn nhe răng, hiện tại lại thêm một người, cũng không phải là chuyện khó khăn tăng gấp bội. Nữ hoàng liếc mắt một cái, không nói gì, trực tiếp lại ôm lấy, nắm một cánh tay Lăng Hàn. Không có cách nào, vị trí tốt nhất đã bị hổ nữ chiếm lĩnh. Trong lòng nhu yêu nữ thoáng động, cũng mặt dạn mày dày sán lại gàn, nắm lấy một cánh tay khác của Lăng Hàn. Dựa vào, các nàng không có tay không có chân hay sao? Lăng Hàn kêu lên một tiếng, trọng lượng của ba người đều dồn lên trên người của hắn, khiến cho hắn chịu áp lực chí ít cao gấp trăm lần. Hắn lập tức cảm giác tay chân cũng muốn bị ép gấy. Đây vẫn còn là bởi vì khí lực của hắn vô cùng mạnh mẽ. Nếu không, hiện tại tay chân đều phải gấy. Chỉ có điều, đây có thể coi là một loại rèn luyện không tệ. Lăng Hàn không tiếp tục nhe răng nhếch miệng nữa, mà lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn bắt đầu leo lên phía trước, vừa thoáng động, trọng lực đã mạnh hơn rất nhiều trên trán hắn lập tức có mồ hôi tràn ra, toàn thân cũng rất nhanh bị mồ hôi xối ướt, con, thân núi đột nhiên phát sáng, một đạo mạch văn giống như tia chớp từ trên đỉnh núi lướt qua. Tuy rằng đây là lần đầu tiên lăng hàn thể nghiệm, nhưng đã nhìn những người khác, hắn vội vàng đứng yên bất động, dán thật chặt thân thể vào trên thân núi. ầm 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 mạch văn trào lên, thân núi sinh ra một lực lượng bài xích mạnh mẽ, muốn đánh bay tất cả ngoại vật ra ngoài. May là lăng hàn dính rất chặt, nắm rất chặt bằng không hiện tại khẳng định mang theo ba nàng bay ra ngoài khó trách được trước đó những người kia gặp phải lúc này lại đứng yên bất động có người còn vẫn bị chấn động rơi xuống quả thực rất lợi hại lang hàn phục hồi lại tinh thần một đường leo lên trên ý chí của hắn vô cùng kiên cường trước đây thậm chí chủ động xem hắc sát chú trở thành sự rèn luyện ý chí như vậy tuyệt đối là cấp bậc biến thái cho dù dẫn theo ba nàng tốc độ của hắn lại càng lúc càng nhanh giống như một con linh hầu đang leo ở trong núi chỉ gần nửa canh giờ, người phía trước đã ở trong tầm mắt. Vèo, hắn giống như hóa thành một luồng khói nhẹ, vượt qua. Đây là một đôi nam nữ, xem ra còn giống như là tình lữ. Bởi vì dán lại gần, khi thời gian lang hàn đi qua, nam còn cố gắng dựa sát vào nữ, bảo vệ đối phương. Nhìn lang hàn giống như dẫm trên đất bằng. Hơn nữa, hắn còn mang theo ba nữ nhân. Hai người này đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Quả thực bọn họ không có cách nào tưởng tượng được một lát sau nữ nhân dịu dàng nói mã ca ta cũng muốn ngươi cõng ta được ngươi lên đi nam cắn răng một cái đáp ứng nữ nhảy lên trên người của nam tử ôm chặt lấy nam tử lập tức nhe răng đầu đầy nếp nhăn đặc biệt là mã đức quá nặng hắn cắn răng thật chặt bắt đầu chậm rãi bỏ lên hắn giống như một người bình thường cõng trên lưng vật nặng nghìn cân không di chuyển cũng vô cùng khó khăn vừa thoáng động liền giống như trực tiếp muốn chết đúng vào lúc này một đạo mạch phan truyền qua nam tử vội vàng đứng bám chặt vào trên núi đá nhưng chấn động mãnh liệt kéo tới hắn căn bản không bám được núi đá trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài a à, a à, đôi nam nữ này đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết trong lòng giống có một vạn con ngựa hoang chạy qua cả hai đều trách lăng hàn nếu không phải hắn thể hiện ở phía trước bọn họ lại làm sao có thể học theo độ khó kỹ xảo ân ái này quá cao quả nhiên không phải người nào cũng có thể học được veo hai người rất nhanh lại hóa thành điểm đen nhỏ không còn thấy bóng dáng nữa lại sau một tháng cuối cùng lăng hàn dừng lại không phải bọn họ đã đi tới đỉnh núi mà là ở đây thế núi đã bắt đầu trở nên bằng phẳng không cần phải bám lấy vách núi cao chót vót để leo lên ba nàng đều lưu luyến buông lỏng tay ra vừa rồi bọn họ ghé sát vào trên người lăng hàn đã nghiện mùi vị tràn ngập nam nhân làm cho các nàng trầm mê nhất là nhu yêu nữ đây vẫn là lần đầu nàng tiếp xúc thân mật với cùng lăng hàn như vậy gương mặt trực tiếp giống như hoa đào mị nhãn giống như nước ngọt ngấy đến mức không có cách nào hình dung lăng hàn thở phào nhẹ nhõm nói các ngươi thật đủ nặng sau này tốt nhất nên giảm cân đi chạy nhanh thì chạy nhanh nhưng cũng không có nghĩa là vừa rồi hắn chịu áp lực nhỏ chỉ là ý chí của hắn cường đại cứng rắn khắc chế mà thôi nữ nhân nào có thể vui mừng khi nghe người ta nói mình nặng được đặc biệt người này còn là tình lang của mình vì vậy lăng hàn bị ba nàng vây đánh khoa chân múa tay một hồi bốn người sau đó mới lại tiếp tục đi tới